Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 83. Thực tiệm thuốc chung, vẫn là kín người hết chỗ, mỗi một ngày đều có đại lượng khách nhân đến nơi đây ăn. Chỉ bất quá hôm nay khách nhân trong có một vị đặc thù khách nhân Lô Văn Diệu. Vì nghênh tiếp Lô Văn Diệu đến, Giang Sách tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho hắn một cái bản mỹ vị món ngon. Lô Văn Diệu từng miếng một mà ăn lấy thức ăn thơm phức, hỏi, Giang Sách, người tốt bụng như vậy gọi ta là qua đây, mời ta ăn, nhất định có cái gì mục đích đặc biệt à? Giang Sách tằng hắng một cái, cười đều giả nói, quả nhiên chuyện gì đều không gạt được Lư tiên sinh con mắt của ngài, quả thực, ta có một việc muốn xin ngài giúp một tay. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nói đi, chuyện gì? Lô Văn Diệu vừa nói, một bên đem một khối hồng thiêu nhục thịt kho tàu đặt vào trong miệng. Giang Sách tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói rằng, thật không dám đấu giếm, ta cần cùng tuân thủ nghiêm ngặt nhà gia chủ tương huân thấy một mặt. A hát, Lô Văn Diệu hồ nghi nói rằng, người nghĩ thấy liền đi gặp thôi, các ngươi không phải đã rất quen thuộc sao? Còn cần phải tới tìm ta hỗ trợ. Giang Sách bất đắc dĩ nói, đã qua ta theo tưởng gia chủ kiến mặt đều là ở tuân thủ nghiêm ngặt nhà bên trong, hơn nữa bởi vì ta cấp cho tương theo như vân chữa bệnh, cho nên mới có thể đi vào. Hiện tại tương theo như vân hết, ta không có lại tiến vào tuân thủ nghiêm ngặt nhà lý do. Huống hồ, ta đây một lần cũng không muốn để cho người khác biết ta theo tưởng gia chủ kiến mặt. Lô Văn Diệu khẽ nhíu mày, ý tứ nói đúng là, người muốn cùng tương huân tìm một chỗ len lén gặp mặt. Chính là, Giang Sách khẳng định hồi đáp. Như vậy à, Lô Văn Diệu suy nghĩ một chút, đi, ta sẽ đem ngươi tin tức mang tới, sau đó nhìn tương huân bên kia có cái gì an bài à. Đa tạ Lư tiên sinh. Thương lượng xong liễu chi sau, Giang Sách cho Lô Văn Diệu rót đầy một ly trà, rất cung kính hầu hạ Lô Văn Diệu uống trà ăn. Vừa lúc đó, đôi ngư đi tới Giang Sách bên người, kéo tay áo của hắn một cái. Ân. Giang Sách đứng dậy theo đôi ngư đi tới một bên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đôi cá nhỏ vừa nói, mới vừa thu được thân cung huân gửi tới tín hiệu, hẹn ngài 3 giờ chiều ở sông dài đường phố công viên bên cạnh gặp mặt. Lại gặp mặt? Đây không phải là vừa mới đã gặp mặt, tại sao lại muốn gặp mặt rồi? Giang Sách trong lòng là có điểm không tình nguyện, dù nói thế nào, na thân cung huân cũng là một nội gian. Như vậy thường xuyên gặp mặt sẽ không sợ thân phận bại lộ, bị người phát hiện sao? Bất quá nghĩ lại, nếu thân cung huân sẽ như thế mạo hiểm hẹn mình gặp mặt, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng tự. Vẫn phải là đi chuyến này. Đi, ta biết rồi. Giang Sách nhìn thoáng qua thời gian, dọn dẹp một chút có thể xuất phát. Không biết lúc này đây gặp mặt, thân cung huân lại sẽ mang cho chính mình như thế nào kinh hỉ. Trước mỗi một lần gặp mặt, thân cung huân đều sẽ cho Giang Sách mang đến không tưởng được tình báo trọng yếu, tỉ như thiên kim phương các loại, lúc này đây hy vọng cũng có thể có đồng dạng thu hoạch ha. Giang Sách đang thu thập được rồi sau đó, làm cho đôi ngư đi chiếu cố Lô Văn Diệu, đặc biệt dặn không thể chậm đợi. Sau đó, Giang Sách một mình ly khai thực tiệm thuốc. Vì không phải thu hút sự chú ý của người khác, hắn đặc biệt cải trang một cái lần, nếu không nhìn kỹ. Vẫn đủ khó nhận ra hắn, đồng thời hắn cũng không có ngồi xe, mà là tuyển trạch đánh chạy đi cùng thân cung huân gặp mặt. Thân cung huân, lúc này đây ngươi lại muốn nói cho ta biết cái gì? Thật tình không biết, một lần này gặp mặt, sẽ cho Giang Sách mang đến rung động thật lớn, hắn, cũng sẽ bị người mưu hại. Hơn 2 giờ chiều, vẽ thượng tập đoàn cửa chính đi tới một nữ tử, đeo kính mát, ăn mặc trường sam, nếu không nhìn kỹ. Căn bản là nhìn không ra nàng chính là thân cung huân. Nàng không có kêu bất luận kẻ nào, mà là một mình lái một chiếc tầm thường Audi màu đen ly khai công ty. Thật tình không biết, từ một nơi bí mật gần đó sớm đã có hai cặp con mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Tiếu Canh cùng với Triệu Rèn. Tiếu Canh cười lạnh nói, cái này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta nói đi. Triệu Rèn nhìn trong máy vi tính na bị phá giải tin tức, không dám tin nói rằng, thực sự quá khó khăn tin, thân phó đồng nàng cư nhiên thực sự chính là nội gian. Chẳng qua là ta không nghĩ ra, vì sao nàng muốn phản bội lão thiên tôn. Làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì sao? Tiếu Canh nói rằng, điểm này, ta cũng nghĩ không thông. Đi thôi, chúng ta đi cùng lão thiên tôn hồi báo một chút tình huống.
Triệu Rèn lắc đầu, bắt người bắt bẩn, hiện tại chỉ là một trận tin tức vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Tiếu lão, không bằng chúng ta trực tiếp đi gặp mặt hiện trường, chụp được thân phó đồng cùng Giang Sách gặp mặt ảnh chụp, như vậy chỉ có càng có thể làm cho lão thiên tôn tín phục. Tiếu canh suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là một trận tin tức nói, thân cung huân có quá nhiều mượn cớ, tùy tùy tiện tiện là có thể nói xạo qua cửa, nhưng nếu như chụp được ảnh chụp, na thân cung huân làm sao còn chống chế. Đi, chúng ta theo sau. Lập tức, Tiếu canh ngồi lên Triệu Rèn xe, trực tiếp chạy đi thân cung huân cùng Giang Sách gặp mặt địa phương. Sau 20 phút, bọn họ đi tới địa điểm. Chỉ thấy thân cung huân một người ngồi ở trong xe, dừng xe ở công viên bên cạnh, kiên nhẫn cùng đợi. Ở 3 giờ nhanh đến thời điểm, bọn họ rốt cuộc đã tới người nam nhân kia Giang Sách. Chỉ thấy một chiếc xe taxi ngừng lại, Giang Sách từ trong xe taxi đi ra, sau đó trực tiếp liền lên thân cung huân xe, bọn họ quả nhiên gặp mặt. Chứng kiến một màn như thế, Triệu Rèn kinh ngạc cầm đều phải rớt xuống, tuy là đã sớm biết sẽ có như thế một màn, thế nhưng chân chính thấy thời điểm, vẫn sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Tiếu canh càng là sắp tức bể phổi. Hắn nắm chặt nắm tay, một bên chụp ảnh vừa mắng, cái này cật lý bái ngoại tiện nữ nhân. Lão thiên tôn đối với nàng tốt như vậy, nàng cư nhiên tuyển trạch phản bội lão thiên tôn. Cùng Giang Sách nội ứng ngoại hợp đối phó vẽ thượng tập đoàn, nàng vẫn là người sao. Càng mắng càng thấy được tức giận. Chụp xong video cùng ảnh chụp sau đó, Tiếu canh ngay lập tức sẽ muốn đẩy ra môn, đi tới đem thân cung huân cho đánh một trận. Triệu Rèn quả đoán ngăn cản hắn, nói rằng, Tiếu lão người bình tĩnh một chút. Giang Sách vẫn còn ở rồi. Tiếu canh vừa nghe, hơi chút tỉnh táo một điểm. Giang Sách thân thủ hắn là biết đến, nếu như bây giờ đi qua, sợ là sẽ phải bị Giang Sách cho hai bàn tay cho phiến chết, vậy coi như siêu cấp tính không ra rồi. Đang kiên nhẫn đợi 5 min sau đó, Giang Sách cuối cùng từ trên xe đi xuống, gọi một chiếc xe taxi nghênh ngang mà đi. Đang ở Giang Sách chân trước vừa ly khai, Tiếu canh chân sau liền đẩy cửa xe ra chạy tới. Hắn một bà kéo ra thân cung huân cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Thân cung huân sửng sốt một chút, vừa định đem người đánh hạ thời điểm, vừa quay đầu, chứng kiến đi lên lại là Tiếu canh, nhất thời khẩn trương sợ đến không biết nói cái gì cho phải rồi. Tiếu lão, ngài làm sao tới rồi? Thân cung huân giọng nói đều đã run rẩy. Tiếu canh cắn răng, bên trong đôi mắt đều phải phun ra lửa. Hắn cố nén tức giận. Hỏi, vì sao? Thân cung huân giả vờ hồ đồ, cái gì vì sao? Tiếu canh hét lớn một tiếng, thiếu ti em giả bộ. Nói cho ta biết, tại sao muốn trong đó gian, tại sao muốn phản bội lão thiên tôn? Cái này một tiếng nói triệt để đem thân cung huân cho giống mộng ở. Tiếu canh tiếp tục nói, kỳ thực ta đang trên đường tới, ta còn vẫn kỳ vọng đây hết thảy đều là giả, trên đời này ai cũng có thể phản bội lão thiên tôn. Nhưng chính là ngươi không thể phản bội. Cung huân, ngươi nhưng là lão thiên tôn thân nữ nhi a, tại sao muốn liên hợp Giang Sách đối phó ngươi phụ thân? Ngươi nói, lão thiên tôn đưa cho ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi còn muốn cái gì? Tiền, quyền vẫn là địa vị. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ở thời điểm sau cùng, Tiếu canh hiết tư để lý gầm thét. Hắn không rõ. Hắn thực sự không rõ thân cung huân làm như thế ý nghĩa là cái gì. Nhưng kế tiếp thân cung huân trả lời, triệt để làm cho Tiếu canh từ tức giận bình tĩnh lại. Thân cung huân trả lời đơn giản sáng tỏ. Nàng bình tĩnh hồi đáp, ta nghĩ muốn, là ra. Ra. Một cái bao nhiêu đơn giản chữ, lại làm cho thời khắc này Tiếu canh triệt để không biết làm sao rồi. Thân cung huân nói rằng, Tiếu lão, ngươi theo ta ba là mấy thập niên bạn cũ, tận mắt chứng kiến hắn cùng nhau đi tới, ngươi nên biết ta đây nói gì ý tứ. Đương nhiên biết, Tiếu lão hắn đương nhiên biết. Lão thiên tôn vì tranh quyền đoạt thế, cũng sớm đã thay đổi, trở nên luống cuống, trở nên lục thân không nhận. Ra, đã sớm là một cái hình thức lên đồ đạc. Cái loại này tế nị phụ thân, nữ nhi cảm tình, đã sớm không tồn tại nữa. Kỳ thực nào chỉ là lão thiên tôn, ngay cả Tiếu canh cũng giống như nhau, chỉ có làm mình thân nhi tử, con nuôi đều chết đi một khắc kia, Tiếu canh mới đột nhiên ý thức được. Hắn đã thật lâu không có làm bạn ở hài tử bên cạnh. Thì ra, đây chính là người phản bội nguyên nhân.
Tiếu Canh thanh âm trở nên yếu đi. Đúng vậy, Thân Cung Huân nói rằng, chúng ta hiện nay nắm giữ tài phú thật sự là nhiều lắm, mặc dù Vẽ Thượng tập đoàn lập tức đổ nát, chúng ta cũng có cả đời cũng xài không hết tiền. Cho nên, còn muốn cạnh tranh cái gì? Ta hiện tại thầm nghĩ muốn đem Vẽ Thượng tập đoàn hủy diệt, đem ta ba từ trong dục vọng cứu ra. Ta nghĩ muốn, là trở lại lúc ban đầu cái kia ấm áp ra. Buổi nói chuyện, làm cho Tiếu Canh triệt để hiểu. Thân Cung Huân muốn không phải tiền, không phải quyền, càng không phải là địa vị gì, nàng muốn, là phụ thân yêu. Tình thương của cha như núi, Thân Cung Huân đã thật lâu không nhìn thấy ngọn núi này rồi. Tiếu Canh thở dài một hơi, nói rằng, ta có thể lĩnh hội nổi thống khổ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể liền tuyển trạch phản bội lão thiên tôn a. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, quên đi, chúng ta đều thối lui một bước. Ta sẽ không đem ngươi phản bội lão thiên tôn sự tình thống xuất khứ, ngươi cũng từ đây cùng Giang Sách đoạn tuyệt lui tới. Coi như cái gì cũng không có xảy ra, chúng ta tiếp tục liên thủ lại đối phó Giang Sách. Như thế nào? Tiếu Canh chưa từng có như vậy nhẹ dạ qua. Đổi thành cái gì khác người, Tiếu Canh đã sớm một thương bể đầu, chỉ có đối với lão thiên tôn người bên cạnh, hắn mới có thể như vậy khai ân. Nhưng mà, đối mặt Tiếu Canh có hảo ý. Thân Cung Huân lại có vẻ căn bản không quan tâm. Nàng nói rằng, Tiếu Lão, ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng ngươi sao? Ngươi muốn, là theo Lão Thiên Tôn cùng nhau trưởng khống Yến Thành, xưng bá thiên hạ, mà ta muốn, là theo ba ta qua bình bình đạm đạm thời gian. Ta với ngươi, đã sớm đứng ở cán cân nghiêng lưỡng đoan, có ngươi vô ngã, có ta không ngươi. Ngươi, Tiếu Canh tức giận bốc khói trên đầu, Thân Cung Huân, ngươi đây là đang buộc ta. Thân Cung Huân lạnh rên một tiếng, buộc ngươi thì như thế nào? Tốt, vậy cũng trách ta không cần khách khí. Tiếu Canh vung tay lên, hô Triệu Rèn, đưa cái này phản bội lão thiên tôn bất hiếu nữ nhân cho ta buộc lại, mang về Vẽ Thượng tập đoàn, giao cho lão thiên tôn tự mình xử lý. Cái này xem như là triệt để vạch mặt, không có gì tình cảm có thể nói rồi. Lúc đầu Tiếu Canh còn tưởng rằng Thân Cung Huân biết đại hống đại khiếu, sốt ruột chạy trốn. Cũng không có nghĩ tới là, Thân Cung Huân cư nhiên vô cùng lãnh đạm ngồi ở tại chỗ, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cái này rất kỳ quái rồi. Tiếu Canh lạnh lùng nói rằng, làm sao, triệt để từ bỏ chống lại rồi. Thân Cung Huân cũng không nhìn hắn, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước, giống như là đem sinh tử cho không để ý một cái vậy. Lúc này, Triệu Rèn đi từ từ qua đây. Hắn tự tay kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe. Hỏi Tiếu Lão, người gọi ta là. Tiếu Canh đạm nhiên nói rằng, nàng đã nhận tội, không có gì đáng nói, đi đem nàng cho mang đi a, mang về đến Vẽ Còn tập đoàn, giao cho Lão Thiên Tôn xử trí. Vốn tưởng rằng sự tình đến đó liền kết thúc. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, sự tiến triển của tình hình thật to vượt qua liễu Tiếu Canh dự liệu. Chỉ thấy Triệu Rèn từ trong lòng móc ra một cây chủy thủ, cũng không có đi mang đi Thân Cung Huân. Ngược lại là đem dao găm để ở Liễu Tiếu Canh trên cổ của. Ngươi, Tiếu Canh hách Liễu Nhất Đại Khiêu, quay đầu nhìn lại, Triệu Rèn, ngươi có ý tứ. Không đợi Triệu Rèn mở miệng, Thân Cung Huân trực tiếp nói, Tiếu Lão ngươi thông minh như vậy nhân, có ý tứ vẫn chưa rõ sao. Ngươi nghĩ rằng ta đi ra cùng Giang Sách gặp mặt, thật là mắc bẫy ngươi rồi. Trúng kế của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tiếu Canh triệt để tỉnh ngộ. Hắn nhìn Triệu Rèn, nhìn nhìn lại Thân Cung Huân, giận không kềm được nói, các ngươi, hai người các ngươi là một phe. Đó là khẳng định. Triệu Rèn thở dài, nói rằng, Tiếu Lão, ta không chỉ một lần nhắc nhở ngươi, không muốn vọng tưởng đối phó thân phó đồng, ngươi không phải không nghe. Hiện tại được rồi, để cho ta phải ở ngươi cùng thân phó đồng hai người trong lúc đó tuyển trạch một cái, ta đây khẳng định phải hy sinh ngươi. Tiếu Canh tức giận râu mép sẽ xảy ra a. Lớn tiếng mắng, Triệu Rèn. Ngươi biết chính mình tại làm cái gì? Thân Cung Huân cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi muốn thay nàng làm việc. Ngươi nói, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp đôi, gấp ba tiền. Tiền, Triệu Rèn vui vẻ, xin lỗi, Tiếu Lão, trên cái thế giới này không phải là cái gì sự tình đều có thể dùng tiền để giải quyết. Ta bang Cung Huân làm việc, một phân tiền cũng không thu, vì nàng, ta nguyện ý trả giá tánh mạng của ta. Vừa mới còn gọi thân phó đồng, nhưng bây giờ kêu Cung Huân, mà lại nói lời nói như vậy ám muội, kẻ ngu si đều nghe đi ra trong lời nói hàm nghĩa.
Thì ra, Triệu Rèn vẫn yêu lấy Thân Cung Huân. Chỉ bất quá hai người thân phận địa vị chênh lệch cách xa, Lão Thiên Tôn cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho mình nuôi một cái tay chân, cho nên Triệu Rèn cho tới nay cũng chỉ là mến mộ, cũng không dám càng tuyến. Nếu như là những nữ nhân khác, có thể cả đời cũng sẽ không phát hiện Triệu Rèn cảm tình. Nhưng Thân Cung Huân bất đồng. Nàng là một cái phi thường tỉ mỉ nữ nhân, bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng, Triệu Rèn yêu lấy Thân Cung Huân, ở trong cuộc sống nhất định sẽ thể hiện ra, làm một người nam nhân thích một người nữ nhân thời điểm, là thế nào cũng không thể ẩn giấu ở. Thân Cung Huân đối với Triệu Rèn cũng không phải phản cảm. Hơn nữa, khi nàng cần nói hết thời điểm, thông thường đều sẽ tìm được Triệu Rèn. Hai người bọn họ đoạn này trong lòng đất cảm tình, là cả vẽ còn tập đoàn cũng không biết, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, lại không có người thứ ba biết chút tình cảm này tồn tại. Buồn cười là, Tiếu Canh cư nhiên tìm được Triệu Rèn, còn thương lượng với nhau đối phó Thân Cung Huân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn tìm ai không tốt, không nên tìm yêu nhất Thân Cung Huân chính là cái kia nam nhân. Nực cười Tiếu Canh thông minh một đời, kết quả là lại thua ở một đoạn nam nữ trong tình cảm, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Triệu Rèn cư nhiên cùng Thân Cung Huân không có ai biết trong lòng đất cảm tình. Từ hắn tìm tới Triệu Rèn một khắc kia trở đi, cũng đã dự định thất bại kết cục. Tiếu Canh nói rằng, cho nên, từ ngay từ đầu ngươi cũng biết ta là ở bầy cuộc lừa ngươi. Thân Cung Huân gật đầu, đương nhiên biết, ngươi bầy cuộc đối phó ta, ta vừa vặn tương kế tựu kế. Cũng có thể dùng này cục đi đối phó ngươi. Tiếu lão, ta rất sớm đã muốn diệt trừ ngươi, vẫn phi tiêu cơ hội, kết quả ngày hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, ha ha. Tiếu Canh cắn răng, hung hãn nói, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta cho ngươi biết, ngươi dám động ta một cái, Lão Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Lão Thiên Tôn nhất định sẽ giết chết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Lão Thiên Tôn, Thân Cung Huân cười lạnh nói, yên tâm. Lão Thiên Tôn sẽ không đối phó chúng ta, hắn chỉ biết đối phó Giang Sách. Ngươi có ý tứ, Tiếu Canh khó hiểu. Triệu Rèn giải thích, biết chúng ta tại sao muốn đem Giang Sách hẹn đi ra sao. Cũng không phải là thật muốn nói cho hắn biết bí mật gì, chỉ là làm cho hắn đảm đương bối nổi hiệp. Chúng ta lại ở chỗ này giết ngươi, sau đó đem tất cả trách nhiệm đều từ chối đến Giang Sách trên người. Ngược lại Giang Sách cùng Lão Thiên Tôn cũng sớm đã bất cộng đái thiên. Cũng không cái gọi là nhiều gánh vác một khoản cừu hận, người nói là không phải. Tiếu Canh vừa vội vừa tức vừa đành chịu. Đúng vậy, chỉ cần nói là Giang Sách giết, Na Thân Cung Huân cùng Triệu Rèn đúc triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Lão Thiên Tôn căn bản sẽ không hoài nghi hai người bọn họ, chỉ biết đưa ánh mắt đặt ở Giang Sách trên người. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chết không yên lành. Tiếu Canh đã triệt để không có chủ ý, ngoại trừ chửi ầm lên. Đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể khiến cho. Kiềm lư kỹ cùng, Tiếu Canh con đường cuối cùng lại tới. Nực cười lòng này ngoan thủ cay, cả đời tính toán tội ác của người khác đồ, cuối cùng nhưng cũng bị người khác tính toán. Thực sự là thiện hữu thiện báo, không phải là không báo giờ sau khi chưa tới. Phốc thử một tiếng, Triệu Rèn chủy thủ trong tay rạch ra liễu Tiếu Canh cổ, tiên huyết hổ vằn bắn ra, Tiếu Canh run rẩy lấy tay bưng bít cái cổ. Ở trước khi chết, hai con mắt còn trừng tặc lớn, nhìn chằm chằm chỗ tài xế ngồi Thân Cung Huân. Hắn, chết không nhắm mắt. Thân Cung Huân thật dài thở ra một hơi, rốt cục, diệt trừ Liễu Tiếu Canh cái phiền toái này ra hỏa. Mất đi Liễu Tiếu Canh, Lão Thiên Tôn như đoạn một tay. Đây đối với Thân Cung Huân mơ ước thực hiện, có trợ giúp lớn lao. Triệu Rèn phi thường ôn nhu nói, người trước ly khai A, nơi đây giao cho ta xử lý. Ân, Thân Cung Huân đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Nàng ngồi lên Triệu Rèn mở xe, đạp cần ga một cái, nghênh ngang mà đi. Tiếu Canh chết, mục tiêu tiếp theo chính là thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Về công, Niếp Thiên Kỳ có thể chế tác phệ tâm tán, nói không chừng còn có thể chế tạo ra càng đáng sợ hơn độc dược, là trợ trụ vi ngược ác đồ, phải diệt trừ. Về tư, Niếp Thiên Kỳ vẫn mơ ước Thân Cung Huân, lại thủ đoạn bẩn thỉu hạ lưu. Càng là đem Thân Cung Huân hai cái hảo tỉ muội tao đạp, thù này tất báo. Về công về tư, đều phải đem Niếp Thiên Kỳ giải quyết rơi. Thân Cung Huân cắn răng, lẩm bẩm, Niếp Thiên Kỳ, ta không riêng muốn ngươi chết,
ngươi còn phải chết rất khó nhìn. Ngươi cái mạng này, ta dự định. Xe nhanh chóng lái rời, hướng phía vẽ còn tập đoàn phương hướng lái đi. Tiếu Canh chết thảm, Niếp Thiên Kỳ trở thành mục tiêu, cái này từ Lão Thiên Tôn một tay tạo dựng đế quốc to lớn, rốt cuộc phải sụp đổ. Vẽ còn nội bộ tập đoàn, Thần Cung Huân về tới phòng làm việc, uống chén nước ngăn chặn sao động bất an tâm, một lần lại một lần tự nói với mình không có việc gì, hết thảy đều xử lý rất hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không bị nhìn ra kẽ hở. Đại khái sau 20 phút, Triệu Rèn đã trở về. Triệu Rèn đem mình làm cho vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa, vừa nhìn chính là cái loại này vừa mới trải qua chiến đấu, thật vất vả chỉ có chạy trốn ra ngoài dáng dấp. Hắn cùng Thân Cung Huân liếc nhau một cái, lẫn nhau minh bạch tâm ý. Triệu Rèn, Thân Cung Huân hô to một tiếng, sau đó lên đi đỡ Triệu Rèn, đồng thời khiến người ta đi đem Niếp Thiên Kỳ cho đi tìm tới, nhanh lên tiến hành trị liệu. Chuyện lớn như vậy là khẳng định không gạt được, rất nhanh Lão Thiên Tôn sẽ biết Triệu Rèn chuyện bị thương, thả ra trong tay công tác đi tới Thân Cung Huân phòng làm việc của. Xảy ra chuyện gì? Lão Thiên Tôn hỏi. Thân Cung Huân nhìn thoáng qua Lão Thiên Tôn, cúi đầu, không biết làm sao mở miệng. Lão Thiên Tôn càng thêm tức giận rồi, giận dữ hét, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Triệu Rèn chủ động nói rằng, Lão Thiên Tôn không muốn trách cứ thân phó đồng, kỳ thực chỉnh sự kiện đều là ta theo Thiếu Lão cùng nhau bày kế, thân phó đồng phải không đồng ý, chẳng qua là ta cùng Thiếu Lão vẫn kiên trì, cuối cùng chỉ có gây thành đại họa. Đại họa. Đây cũng không phải là cái gì tốt từ. Vẽ còn tập đoàn đều đã mất đi Yến Thành quyền khống chế, vốn là tràn ngập nguy cơ, loại thời điểm này chính là cần khiêm tốn, tại sao lại làm ra đại họa tới? Lão Thiên Tôn hỏi, nói, đến tột cùng làm sao vậy? Triệu Rèn cắn môi một cái, cúi đầu, phi thường cật lực nói rằng, ta theo Thiếu Lão thương lược, thừa dịp Giang Sách đang ở cao hứng thời điểm đối với hắn phát động phản công, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cái gọi là kiêu binh thất bại, Giang Sách chính là dương dương đắc ý thời điểm, cũng sẽ không đối với chúng ta có chút phòng bị. Lão Thiên Tôn nghe xong, tức giận một cước đạp lăn trên đất giỏ rác, sai lầm. Giang Sách là ai? Làm sao có thể phạm cấp thấp như vậy sai lầm? Hơn nữa, các ngươi làm sao cũng không cùng thương lượng một chút. Triệu Rèn nói rằng, chúng ta lúc đầu nghĩ là cho Lão Thiên Tôn ngài một kinh hỉ, đảo qua phía trước lo lắng. Cho nên cũng không có tìm Lão Thiên Tôn ngài thương lượng, mà là cùng thân phó đồng đi lên. Bất quá, thân phó đồng nàng không đồng ý cách làm của chúng ta, là ta cùng Thiếu Lão hai người kiên trì hành động, cuối cùng chỉ có. Lão Thiên Tôn ngăn chặn tức giận, hỏi cuối cùng chỉ có cái gì? Tiếu Canh người khác, làm cho hắn qua đây, cho ta yên lành giải thích một chút. Triệu Rèn nước mắt đều xuống, khóc không thành tiếng nói rằng, Thiếu Lão hắn. Hắn không về được. Tiếu Canh, không về được. Lão Thiên Tôn trong nháy mắt cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ầm một tiếng ngồi sập xuống đất. Ba. Lão Thiên Tôn. Đại gia nhanh lên qua đây nâng lên Lão Thiên Tôn, Niếp Thiên Kỳ lập tức cho Lão Thiên Tôn tiến hành hộ lý. Lão Thiên Tôn đẩy mọi người ra, chỉ vào Triệu Rèn, chiến chiến nguy nguy nói rằng, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì gọi là Tiếu Canh không về được. Triệu Rèn nuốt nước miếng một cái, nói ra câu kia làm cho Lão Thiên Tôn tuyệt vọng hết sức nói. Tiếu Lão hắn, bị Giang Sách giết chết. Trong nháy mắt, Lão Thiên Tôn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống, chưa từng có cái nào một khắc giống bây giờ như vậy bất lực, thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí hắn hai đứa con trai xảy ra chuyện thời điểm cũng không có như vậy cảm giác. Tiếu Canh hắn, chết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão tiểu tử kia rất tinh minh. Người đó chết hắn đều sẽ không chết, người nhất định lầm, người lầm. Triệu Rèn khẳng định hồi đáp, Giang Sách dao găm rạch ra Tiếu Lão cổ, người, tại chỗ liền chết. Nếu như không phải ta chạy nhanh, sợ là cũng bước Tiếu Lão hậu trần. Hiện tại Tiếu Lão thi thể chắc còn ở hoa viên bên kia, Lão Thiên Tôn ngài không tin, phái người nhìn một chút thì sẽ biết. Nói đều nói khẳng định như vậy rồi, Lão Thiên Tôn không tin cũng. Hắn cùng Tiếu Canh mấy thập niên cảm tình. Có thể nói, Tiếu Canh so với Lão Thiên Tôn bất luận cái gì thân nhân đều phải hơn. Thậm chí, Tiếu Canh có thể vì rồi Lão Thiên Tôn mà hy sinh tính mệnh. Chỉ là không nghĩ tới, Tiếu Canh biết lấy phương thức như vậy kết thúc tánh mạng của mình. Ông bạn già A,
Lão Thiên Tôn như thế kiên cường một người nam nhân, lúc này cũng chảy xuống thống khổ nước mắt. Nhìn Lão Thiên Tôn thống khổ như vậy bộ dạng, một bên Thân Cung Huân cũng theo đau lòng đứng lên, bất quá, nàng hay là đang trong lòng âm thầm tự nói với mình, thống khổ là nhất thời, dương quang cuối cùng gian khổ sau, vì ra, Tiếu Canh hy sinh là có cần thiết. Lão Thiên Tôn đã triệt để tuyệt vọng. Hắn phất phất tay, không nói gì cả, một thân một mình đi ra phòng làm việc. Cái loại này cảm giác cô độc, khiến người ta nhìn đều cảm thấy không nỡ. Đây chính là ở quyền lực thế giới giác trục đại giới. Từ trước, người vì đạt được quyền lực có thể không tiếc bất cứ giá nào giết chết người khác, làm cho vô số gia đình gánh chịu thống khổ. Hiện nay, người khác cũng đều vì rồi đối phó ngươi, mà để cho ngươi trả giá giá thê thảm. Nếu tiến nhập cái trò chơi này chàng, sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi. Thân Cung Huân cùng Triệu Rèn liếc nhau, trong lòng đều ổn định một điểm, bọn họ cái này xuất diễn phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Lão Thiên Tôn không có nhìn ra chút nào kẽ hở. Một cái cản trở bị diệt trừ rồi. Sau đó phải diệt trừ đúng là. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía bên trong phòng Niếp Thiên Kỳ, vào giờ khắc này, Niếp Thiên Kỳ cũng cảm giác lạnh cả người, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn không có tiếp tục đợi tiếp, mà là lựa chọn ly khai. Đừng xem Niếp Thiên Kỳ cả ngày hoang dâm vô độ, kỳ thực hắn vẫn cái phi thường cẩn thận nhân, muốn diệt trừ Niếp Thiên Kỳ, tuyệt không so với diệt trừ Tiếu Canh tới dễ dàng. Cùng lúc đó, ở thực tiệm thuốc bên trong, Giang Sách sau khi trở về, đem trên người áo khoác cho cởi bỏ, Đôi Ngư đi lên tiếp nhận y phục cũng dò hỏi, thế nào, thống suất. Lúc này đây Thân Cung Huân lại cho ngài cái gì tin tức trọng yếu. Giang Sách cười khổ nói, lúc này đây nàng gọi ta là đi ra ngoài cũng không phải là vì cho ta cái gì tin tức trọng yếu, mà là để cho ta đi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đôi Ngư cũng không có nghe hiểu, hỏi có ý tứ. Thân Cung Huân nàng muốn hại ngài sao? Giang Sách lắc đầu, người hiểu lầm, nàng chẳng những không có hại ta, còn giúp ta trừ đi một cái đại phiền toái, chỉ bất quá đưa cái này công lao coi là ở tại trên đầu của ta. Đôi Ngư nhíu nhíu mày, thống suất, có thể nói rõ một chút sao? Giang Sách tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói rằng, Thân Cung Huân giết chết Tiếu Canh. Cái gì? Đôi Ngư kinh ngạc quá to lên, cả người cũng không tốt, sự thật ấy ở là quá khoa trương, Đôi Ngư hắn căn bản cũng không có làm xong bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Tiếu Canh là ai? Đây chính là Lão Thiên Tôn người nhiều mưu trí, vì Lão Thiên Tôn ngăn cản qua thương, đứt đoạn chân. Đang vẽ còn nội bộ tập đoàn, Tiếu Canh địa vị thậm chí còn ở Thân Cung Huân trên. Hơn nữa lão gia hỏa này can đảm cẩn trọng, chẳng những thủ đoạn độc ác, còn vô cùng cáo già. Không biết lại có bao nhiêu người muốn đối phó Tiếu Canh, cuối cùng lại bị giết ngược. Cứ như vậy một cái nam nhân đáng sợ, bị Thân Cung Huân giết chết rồi. Nếu như không phải Giang Sách chính mồm nói ra, Đôi Ngư là thế nào cũng không thể tin tưởng, nhưng dù cho như thế, Đôi Ngư vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bất quá tỉnh táo lại vừa nghĩ, Tiếu Canh nếu quả như thật chết, nhiều như vậy Giang Sách bọn họ mà nói chính là một chuyện đại hỷ sự. Đôi Ngư nói rằng, Tiếu Canh vừa chết, Lão Thiên Tôn như đoạn một tay, kế tiếp lại diệt trừ Niếp Thiên Kỳ, Lão Thiên Tôn liền triệt để đã không có trợ lực. Đến lúc đó, hắn sợ là sẽ phải nản lòng thoái chí, triệt để buông tha Yến Thành khối này bánh gato. Chúng ta bằng lòng Thân Cung Huân sự tình, nhưng thật ra cũng có thể trợ giúp nàng thực hiện. Đây cũng là Giang Sách sở nhận đồng. Nói, cửa lái tới một chiếc màu đen xe con, cửa xe mở ra, ba người từ bên trong xe đi ra. Đi tuốt ở đằng trước là một gã nữ tử, chính là Tương Y Vân. Lô Văn Diệu liền theo ở Tương Y Vân bên người, còn có một danh ăn mặc tây trang, đội nón nam tử canh giữ ở bọn họ bên cạnh, vừa nhìn chính là bọn họ bảo tiêu. Bọn họ đi đến, Giang Sách lập tức tiến lên chào hỏi. Yêu, quý khách lâm môn, thứ cho ta không thể ra xa tiếp đón. Tương Y Vân khoát tay áo, thứ cho ngươi vô tội, nhanh, ta đói rồi, chuẩn bị cho ta ăn. Cái tiểu nha đầu này thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng cùng Giang Sách quan hệ tương đối khá, cho nên mới như vậy không khách khí. Giang Sách ngay lập tức sẽ đi cho Tương Y Vân chuẩn bị cơm nước. Rất nhanh, một bàn lớn tuyệt đẹp cơm nước liền đã bưng lên, bày đầy ngay ngắn một cái bàn,
Tương Y Vân cùng Lô Văn Diệu hai người ngồi xuống, Mỹ Tư Tư ăn. Hai người bọn họ tựa hồ chính là tới ăn cơm, một điểm chính sự đều không nhắc. Giang Sách cũng không hỏi. Chỉ có Đôi Ngư cảm thấy kỳ quái, còn muốn bang Giang Sách hỏi một câu Tương Huân sự tình, lần trước không phải nói biết hỗ trợ liên lạc Tương Huân sao? Làm sao ngày hôm nay không có cùng đi đâu? Đang ở Đôi Ngư vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tương Y Vân sau lưng tên kia bảo tiêu tằng hắng một cái, vi vi mang dưới mũ, Giang tiên sinh, chào ngươi a. Đôi Ngư nghe xong thanh âm, quay đầu nhìn lại, khá lắm, bộ này chính là Tương Huân sao? Thì ra Tương Huân là cải trang thành bảo tiêu đi theo ra ngoài. Làm như vậy, cũng là sợ bị long mạch người cho để mắt tới. Thảo nào Giang Sách gì cũng không hỏi, cảm tình là ngay từ đầu liền nhận ra Tương Huân, lấy Giang Sách nhãn lực, muốn không nhận ra cũng không thể. Toàn trường chỉ có Đôi Ngư một người ngu. Giang Sách cũng không nhìn Tương Huân, mỉm cười nhìn ăn cơm Tương Y Vân, lại dùng phi thường thanh âm yếu ớt đối với Tương Huân nói rằng, tưởng gia chủ, có chuyện ta nghĩ muốn xin ngươi giúp một tay. Tương Huân nói rằng, là vì long mạch sự tình a. Giang Sách gật đầu. Hiện tại Giang Sách cùng Lão Thiên Tôn chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt, tùy thời đều có thể đem Lão Thiên Tôn kéo xuống ngựa, nếu như lúc này long mạch chạy đến tác loạn, kia đối với Giang Sách mà nói vẫn là tương đối nhức đầu. Mấu chốt nhất là, cho đến bây giờ, Giang Sách cũng không biết long mạch thân phận chân thật, càng không biết long mạch biết lấy phương thức gì trợ giúp Lão Thiên Tôn. Lúc này, chợt nghe Tương Huân nói rằng, đầu tiên có một chút người có thể yên tâm, long mạch tạm thời còn rất ổn định, không có xuất thủ dấu hiệu. Nhưng nếu như Lão Thiên Tôn tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, vậy khó bảo toàn long mạch sẽ không xuất thủ tương trợ. Giang Sách hỏi, có thể xác định long mạch thân phận, địa chỉ sao? Tương Huân sâu đậm thở dài, đây cũng là ta một mực tuần tra sự tình, căn bản tra không ra a. Cho nên ta đưa cho ngươi đề nghị là cùng với bó tay bó chân, không bằng chủ động xuất kích. Không cần e ngại long mạch xuất thủ. Muốn làm, liền làm ngoan một điểm, đem Lão Thiên Tôn đẩy vào tuyệt cảnh, đem long mạch bước ra, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kể cả long mạch cùng nhau giết. Giang Sách nhưng thật ra không ngờ rằng Tương Huân sẽ nói ra nói như vậy, nguyên bản ai cũng là ẩn núp long mạch hành động, rất sợ long mạch xuất thủ ngăn cản. Kết quả Tương Huân lại cho ra hoàn toàn bất đồng kiến nghị. Long mạch là nhất định sẽ đi ra, cùng với bó tay bó chân, sợ bị long mạch công kích, chẳng chủ động một điểm, đem long mạch ép ra ngoài, đem long mạch triệt để diệt trừ, vậy sau này không phải triệt để không có phiền phức đâu. Kỳ thực, cùng với nói đây là đối với Giang Sách kiến nghị, không bằng nói là Tương Huân chính hắn muốn làm. Hắn đã sắp phải bị không được bị long nước khống chế cuộc sống, sớm một chút đem long mạch ép ra ngoài, người không chết thì ta phải lìa đời. Tới một người thống khoái, tiết kiệm bị tội. Đề nghị này đây chính là tương đối lớn can đảm, bất quá, lại phi thường phù hợp Giang Sách tâm ý. Hắn sờ lỗ mũi một cái, nói rằng, tốt, vậy làm lớn một chút. Tiếu Canh đã chết, kế tiếp sẽ giải quyết rơi Niếp Thiên Kỳ, là có thể triệt để khóa kín Lão Thiên Tôn. Trừ đi hai người này, cộng thêm bây giờ vẽ thượng tập đoàn dung chuyển bất an, Lão Thiên Tôn chẳng khác nào bị buộc lên tuyệt lộ. Đến lúc đó, long mạch nếu là không đi ra, Yến Thành phải thay hình đổi dạng. Long mạch nếu như xuất thủ, Na Giang Sách có thể liên hợp Tương Huân, Tiêu Học Thần đám người, với hắn đối kháng chính diện, đến lúc đó nhất quyết sinh tử, đến cái thống khoái. Cái này giấu ở sau lưng hung phạm, rốt cục có thể bắt tới rồi. Rất nhanh, một bữa cơm liền ăn xong rồi. Tương theo như Vân lau miệng, nói rằng, mùi vị không tệ, ở đâu, đây là thưởng ngươi. Nàng bỏ lại một khối kim tệ, ở kim tệ phía sau dán một tấm tờ giấy nhỏ, mặt trên có một chuỗi dãy số, này chuỗi mã số là có thể liên lạc với Tương Huân dãy số, về sau còn muốn cùng Tương Huân nói chuyện, cũng không cần phiền toái như vậy. Giang Sách thu hồi kim tệ, mỉm cười đưa đi Tương theo như Vân đám người. Cũng trong lúc đó, đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ, một người vô cùng không đạm định. Hắn chính là Niếp Thiên Kỳ. Thời khắc này Niếp Thiên Kỳ đối với Tửu Chỉ Thịt Lâm cũng không có hứng thú, tất cả nữ nhân toàn bộ đều đuổi ra ngoài, thay đổi ngày xưa háo sắc, hảo tửu tính cách, đem mình một thân một mình nhốt tại bên trong phòng. Kế tiếp, chính là ta. Niếp Thiên Kỳ ngồi ở mềm trên giường, không ngừng hỏi chính mình.
Chớ nhìn hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm, kỳ thực tâm tư của hắn cực kỳ kín đáo, đối với nguy hiểm khứu giác càng phi thường chuẩn. Vẽ thượng tập đoàn mắt thấy sẽ đổ nát, càng là loại thời điểm này, này thống hận vẽ thượng tập đoàn nhân thì càng biết trợ giúp. Hắn tin tưởng, Tiếu Canh chết hết đúng không là vừa khớp. Làm lão thiên tôn tay trái tay phải, Tiếu Canh vừa chết, cũng liền ý nghĩa chỗ ngồi này gần sụp đổ cao ốc, đó là triệt để không có khả năng ngừng xu hướng suy tàn. Ai nấy đều thấy được, Niếp Thiên Kỳ trở thành vẽ thượng tập đoàn duy nhất khả năng lật bàn điểm. Muốn triệt để bóp chết vẽ thượng tập đoàn, như vậy nhất định tu đem Niếp Thiên Kỳ cho giết chết. Cho nên, bây giờ Niếp Thiên Kỳ là trong mắt mọi người phải trừ bỏ đối tượng, hết lần này tới lần khác Lão Thiên Tôn vào lúc này còn vô cùng ý chí tinh thần sa sút, muốn dựa vào Lão Thiên Tôn vậy đoán chừng là không dựa vào được. Làm sao bây giờ? Bây giờ lúc này phản bội, hướng mọi người tuyên bố, cùng vẽ thượng tập đoàn phân rõ quan hệ sao? Vậy cũng không được. Ước đoán thốt ra lời này cửa ra, này đã từng bị Niếp Thiên Kỳ hại qua người, sẽ điên cuồng trả thù công kích, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Niếp Thiên Kỳ đại não điên cuồng suy nghĩ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, một cái từ từ trong đầu của hắn bật đi ra, Niếp Thiên Kỳ khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, được rồi, ta còn có chiếc cây thuật A. Hắn ngay lập tức sẽ đem Tiểu Giao cùng Tiểu Mân cho hô tiến đến, lúc đầu hai nữ nhân cho rằng Niếp Thiên Kỳ là muốn phát tiết dục vọng của hắn, nhưng người nào biết, lúc này đây Niếp Thiên Kỳ nhưng không có đối với các nàng động thủ động cước, ngược lại vô cùng tôn kính. Cảm giác này rất kỳ quái. Niếp Thiên Kỳ cùng với các nàng hai cái uống rượu, sau đó hai nữ nhân liền đều choáng váng đi qua. Niếp Thiên Kỳ xoa xoa hai tay nói rằng, tốt. Để ta bắt hai cái này cô gái nhỏ thí nghiệm trước một cái, các ngươi từng cái không phải là muốn giết chết ta sao? Ha ha, ta liền cùng các ngươi tới cái cá chết lưới rách. Các ngươi muốn ta chết, ta sẽ tạo nên một đoàn chịu tội thay, a hát. Đại khái một giờ sau, hắn hoàn thành hai bước kiệt tác. Niếp Thiên Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cho thân cung huân bấm điện thoại, làm cho đối phương đến chính mình bên này một chuyến. Trong ngày thường Niếp Thiên Kỳ cùng thân cung huân nhưng thật ra là không nhất đối phó. Vô duyên vô cớ, hắn làm cho thân cung huân tới một chuyến, đây nhất định là không có chuyện tốt, thân cung huân cũng không có trực tiếp đi qua, mà là kêu lên rồi Triệu Rèn, ở Triệu Rèn đi cùng đi tới liễu Niếp Thiên Kỳ tử trì thịt lâm. Thứ nhất nàng lại hỏi, Niếp Thiên Kỳ, người tìm ta qua đây có chuyện gì? Niếp Thiên Kỳ tằng hắng một cái, nói rằng, thân phó đồng, là như thế này. Ở Tiếu lão sau khi qua đời, ta cuối cùng cảm giác lo sợ bất an, luôn cảm giác có người muốn mạng của ta. Thân cung huân cười nhạt, đó không phải là lời nói nhảm sao. Nếu như không phải lúc này không có phương tiện, nàng muốn lên đi trực tiếp cho Niếp Thiên Kỳ tới một đao, người đàn ông này nhìn cũng làm người ta ác tâm. Niếp Thiên Kỳ nhưng thật ra mình cảm giác hài lòng, còn tiếp tục nói chính là bởi vì phần này bất an, ta hy vọng đạt được thân phó đồng bảo hộ. Về sau đối với ta nhiều hơn tâm, ngàn vạn lần không nên khiến người ta động thủ với ta. Thân cung huân tâm trong muốn cười. Bảo hộ ngươi. Ha ha, không giết ngươi coi như là tốt. Bất quá thân cung huân nhưng thật ra cũng cảm giác rất kỳ quái. Thông thường loại chuyện như vậy, Niếp Thiên Kỳ đều là trực tiếp đi tìm Lão Thiên Tôn. Dù sao toàn bộ vẽ thượng tập đoàn bên trong, chỉ có Lão Thiên Tôn sẽ đem hắn làm cái bảo. Thân cung huân cùng Niếp Thiên Kỳ không hợp. Đó là mọi người đều biết, Niếp Thiên Kỳ mình cũng biết. Đã như vậy, vì sao còn? Chẳng lẽ là gấp gáp hồ đồ đâu? Thân cung huân cũng không hàm hồ, trực tiếp hỏi, Niếp Thiên Kỳ, người dựa vào cái gì tuyệt đối ta sẽ bảo hộ ngươi ni? Niếp Thiên Kỳ cười hắc hắc, ta biết thân phó đồng là quan tâm nhất thân tình, mà ngươi hai cái hảo tỉ muội vừa lúc ở ta đây. Không nói cái này hoàn hảo, vừa nói, thân cung huân lửa giận đằng một cái liền chui lên. Niếp Thiên Kỳ cũng không ở tử, vỗ tay phát ra tiếng, lập khắc liền có người đem phía sau vải mảnh cho kéo ra, kế tiếp một bức tranh, làm cho thân cung huân kinh ngạc cằm đều phải rớt xuống. Chỉ thấy Na Tiểu Giao cùng Tiểu Mân trên người nở đầy đóa hoa. Hai người bọn họ, đã bị Niếp Thiên Kỳ cho sửa đổi thành người sống đời sống thực vật. Cái này người sống đời sống thực vật, chính là Niếp Thiên Kỳ lợi dụng chiết cây thuật hoàn thành.
Kỳ thực vẽ thượng tập đoàn bên trong, mỗi tháng cũng phải có người bị cải tạo thành người sống đời sống thực vật, mục đích đúng là vì chế tạo phệ tâm tản giải dược. Chỉ là không có nghĩ đến, Niếp Thiên Kỳ cư nhiên biết điên cuồng đến đem Tiểu Giao cùng Tiểu Mân cải tạo thành người sống đời sống thực vật. Không cần suy nghĩ, mục đích hắn làm như vậy chỉ có một, dùng cái này tới áp chế Thân Cung Huân. Hắn biết Tiểu Giao, Tiểu Mân đều là Thân Cung Huân tốt tỉ muội, mà Thân Cung Huân nhược điểm lớn nhất chính là trọng tình. Đánh rắn đánh dập đầu, đối phó Thân Cung Huân, phải dùng tình cảm trói chặt nàng, không thể không nói, ở nham hiểm phương diện này, Niếp Thiên Kỳ tạo nghệ có thể tuyệt không so với Tiếu Canh yếu. Thậm chí so với hắn Tiếu Canh càng thêm thâm độc. Niếp Thiên Kỳ, ngươi là tên khốn kiếp. Thân Cung Huân hai bước đi tới trước mặt, một bả níu lấy liễu Niếp Thiên Kỳ cần cổ, giơ tay lên thì cho hắn một cái tát mạnh. Niếp Thiên Kỳ cũng không né tránh, cứ như vậy đứng đã trúng một cái tát. Sau đó, hắn còn cười ha hả nói, thân phó đồng ngươi hết giận chưa? Bớt giận lời nói ta cứ tiếp tục nói. Hiện tại Tiểu Giao cùng Tiểu Mân đều đã bị ta cải tạo thành người sống đời sống thực vật, thế nhưng ngài yên tâm, ta có biện pháp làm cho các nàng giống như người bình thường sống. Nhưng nếu như một ngày ta chết lời nói, như vậy thì ngượng ngùng, hai người bọn họ mệnh dã sẽ rất nhanh kết thúc. Bước này, là Thân Cung Huân tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng cũng không có ngờ tới Niếp Thiên Kỳ có như thế thủ đoạn. Nhìn mình hai cái hảo tỉ muội bị cải tạo thành người sống đời sống thực vật, Thân Cung Huân nội tâm lo lắng bất an, nếu như giết liễu Niếp Thiên Kỳ, na hai cái hảo tỉ muội mệnh dã sẽ không có. Cái này không có thể. Thân Cung Huân không vui nói, ngươi không dùng tại nơi đây hù ta, Giang Sách cũng theo Trần Lão học qua chiết cây thuật, hắn nhất định cũng có thể trợ giúp Tiểu Giao, Tiểu Mân sống sót. Niếp Thiên Kỳ nở nụ cười. Thân phó đồng, Giang Sách học chiết cây thuật chỉ có bao lâu? Theo ta có thể so sánh sao? Ta có thể làm cho các nàng giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt, Giang Sách có thể làm được đến. Hơn nữa, Giang Sách cùng vẽ thượng tập đoàn thị tử đối đầu, hắn như thế nào khả năng ra tay trợ giúp ngươi? Niếp Thiên Kỳ còn chưa ý thức được Giang Sách cùng Thân Cung Huân đã sớm là một phe. Thân Cung Huân cũng ý thức được suýt chút nữa lộ tẩy, vì vậy buông ra liễu Niếp Thiên Kỳ cần cổ, nói rằng, ngươi muốn ta làm sao bảo hộ ngươi. Niếp Thiên Kỳ rất hài lòng, vậy thì đúng rồi nha. Thân phó đồng, kỳ thực ta muốn cũng không nhiều. Ta biết, ngươi đã sớm đem tư sản cho chuyển rời đến nước ngoài, ta chỉ cần ngươi xuất ra một nửa tư sản cho ta, giúp ta ở nước ngoài an ổn định cư lại có thể. Cái này hàng là chuẩn bị trốn chạy nhịp điệu. Thân Cung Huân cố ý thôi ủy nói, không được, lão thiên tôn tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi rời đi. Niếp Thiên Kỳ nhún vai, ta bất kể, ngược lại ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày không đem ta đưa đi lời nói, như vậy ngươi hai cái hảo tỉ muội mệnh liền chơi xong. Nói xong, hắn xoay người rời đi mở. Thân Cung Huân càng nghĩ càng sức sống, nghiêm khắc giẫm một cước mặt đất, mang theo Triệu Rèn rời đi. Trên đường, Triệu Rèn hỏi, ngươi thực sự định đem Niếp Thiên Kỳ cho đưa đến nước ngoài, sau đó cho hắn một nửa tài sản. Làm sao có thể, Thân Cung Huân cắn răng nói rằng, ta nhất định phải giết chết hắn. Na Tiểu Giao, Tiểu Mân làm sao bây giờ? Triệu Rèn hỏi. Loại chuyện như vậy, cũng chỉ có thể tìm Giang Sách hỗ trợ. Nàng nói rằng, ta hiện tại không có phương tiện đi ra ngoài. Triệu Rèn, người đi tìm Giang Sách, đem chuyện bên này nói cho Giang Sách, nhất định phải để cho hắn nghĩ biện pháp cứu người. Triệu Rèn thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế, ai? Sau đó Triệu Rèn vội vã rời đi, tìm kiếm Giang Sách thương lượng có quan hệ chuyện cứu người. Thân Cung Huân đứng ở đại lâu trong thông đạo, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài, trong lòng nhiều lần suy tính nên làm cái gì bây giờ. Nếu như Giang Sách có thể cứu người na hết thảy đều dễ nói. Nếu như Giang Sách cứu không được người, vậy còn không có thể giết Niếp Thiên Kỳ, chẳng lẽ thật muốn mặc hắn để yêu cầu. Tiểu Giao, Tiểu Mân. Thân Cung Huân thấp giọng la lên hai cái hảo tỉ muội tên. Thật vất vả giải quyết hết Tiếu Canh, không nghĩ tới lại đả thảo kinh xà, đem Niếp Thiên Kỳ cho kinh động, người này khứu giác thật đúng là không phải bình thường mẫn cảm. Giang Sách a Giang Sách, ta toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người ngươi. Sáng sớm, thực tiệm thuốc. Hôm nay tới người khách đầu tiên dĩ nhiên là Triệu Rèn,
đây là Giang Sách làm sao cũng không nghĩ ra, bất quá Giang Sách cũng đã biết Triệu Rèn cùng thân cung huân quan hệ, cho nên trực tiếp đem hắn dẫn tới buồng trong, đóng cửa lại. Tìm ta có chuyện gì? Giang Sách hỏi. Triệu Rèn hít thở sâu một hơi, suy tính nên như thế nào đến giải thích hôm nay cục diện. Hắn câu nói đầu tiên là, đối phó Niếp Thiên Kỳ chuyện, gặp phải phiền toái. Đương nhiên là có phiền phức, không có phiền toái, hắn không có khả năng sáng sớm liền tới tìm Giang Sách, điểm này, Giang Sách có chuẩn bị tâm lý. Hỏi hắn, cụ thể phiền toái gì? Triệu Rèn vẻ mặt đau khổ nói rằng, Niếp Thiên Kỳ tiểu tử kia khứu giác thật đúng là linh mẫn, Tiếu Canh vừa ra sự tình, hắn liền ý thức được chính mình có thể là mục tiêu kế tiếp. Vì vậy hắn liền lợi dụng Tiểu Giao cùng Tiểu Mân đến mức vội và thân phó đồng bảo hộ hắn. Lợi dụng. Làm sao một cái lợi dụng? Triệu Rèn giải thích, Niếp Thiên Kỳ lợi dụng chiết cây thuật, đem các nàng hai cái đều cải tạo thành người sống đời sống thực vật. Cái gì? Chuyện như vậy cũng để cho Giang Sách thất kinh, hắn là vạn vạn không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình cư nhiên sẽ là như vậy, hoàn toàn thiên ly quỹ đạo bình thường. Không thể không nói. Niếp Thiên Kỳ thật đúng là có đủ âm trầm tồn. Người như thế sau khi chết đoán chừng là muốn dưới tầng 18 địa ngục. Giang Sách ngồi xuống, khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, cái này phiền toái, chiết cây thuật có thể đem người cho cải tạo thành người sống đời sống thực vật, nhưng là lại không có cách nào đem các nàng cho hoàn nguyên a. Triệu Rèn nói rằng, dựa theo Niếp Thiên Kỳ thuyết pháp, tuy là không có cách nào khác hoàn nguyên, thế nhưng hắn có biện pháp làm cho các nàng hai cái giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Phải, Giang Sách có chút bất ngờ, kỳ thực coi như là điểm này, đó cũng là Giang Sách làm không được. Dù sao Giang Sách học tập chiết cây thuật thời gian so với Niếp Thiên Kỳ ngắn nhiều lắm. Triệu Rèn còn nói thêm, hiện tại Niếp Thiên Kỳ cho ra 3 ngày kỳ hạn, phải trợ giúp hắn chạy trốn tới nước ngoài, đồng thời cho hắn một số lớn tài chính giúp hắn định cư lại, nếu không... hắn sẽ cá chết lưới rách. Hắn chết, Tiểu Giao cùng Tiểu Mân cũng sẽ mất mạng. Cái này phiền toái. Giang Sách lý giải thân cung huân tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hai cái hảo tỉ muội cứ như vậy chết. Nhất định còn có biện pháp giải quyết a. Giang Sách dựa vào ghế, tỉ mỉ suy tính. Cho ta một chút thời gian. Giang Sách nói rằng, tốt, Triệu Rèn cho Giang Sách một tờ giấy, nói rằng, nếu có bất kỳ đột phá nào, đánh cái số này, không cần chuyển được, ngươi chỉ cần đánh tới, ta cũng biết ngươi thành công. Đã biết, Giang Sách thu hồi dãy số. Giang tiên sinh, bái thác, Triệu Rèn hướng về phía Giang Sách khom người bái thật sâu, sau đó rời đi thực tiệm thuốc. Giang Sách thở dài một hơi, lòng mạch sự tình còn không có suy nghĩ cẩn thận cụ thể làm sao làm, cái này Niếp Thiên Kỳ lại cho chính mình thêm phiền. Sẽ không có một việc là thuận thuận lợi lợi là có thể giải quyết. Đôi ngư đi đến, hỏi thống suất, sự tình rất vướng tay chân sao? Giang Sách đứng dậy đi ra ngoài, đó là tương đương vướng tay chân. Đi thôi, đi nhân tâm y viện, đem tất cả chuyên gia bác sĩ đều triệu tập lại, cùng nhau ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Sau 20 phút, Giang Sách ngồi ở nhân tâm bệnh viện bên trong phòng làm việc, hai bên đều là chuyên gia bác sĩ. Hắn đem sự tình đại thể nói một lần. Sau đó bắt đầu chính thức thảo luận. Nhắc tới sự kiện, vậy thật là phiền phức, cho tới bây giờ chỉ có người bị cải tạo thành người sống đời sống thực vật, chưa từng có khôi phục bình thường. Niếp Thiên Kỳ nước cờ này, thực sự khó giải. Đại gia thảo luận một hồi, người cuối cùng cái đều ủ rũ, biểu thị bất lực. Đúng vậy, ngay cả Giang Sách đều thúc thủ vô sách sự tình, những người này làm sao có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có chút bất đắc dĩ. Mọi người ở đây đều cho rằng sự tình không có chuyển cơ thời điểm, bỗng nhiên, một cái mới tới tuổi còn trẻ thật tập sinh giơ tay lên, cái kia. Ta có lời muốn nói. Giang Sách nhìn hắn, nói. Thầy thuốc tập sự nói rằng, ân, ta muốn, có một biện pháp có thể khả năng có thể hóa giải cục diện trước mắt, nhưng là chỉ là khả năng mà thôi, ta không dám hứa chắc nhất định thành công. Giang Sách từ tốn nói, ngươi chỉ để ý nói, có được hay không, ta tự có phán đoán. Thật tập sinh nuốt nước miếng một cái, nói hai chữ cổ thuật. Cổ thuật, mọi người nhìn nhau, không hiểu rõ lắm. Thật tập sinh nói rằng, ta đã từng đi miêu cương siêu tầm dân ca, trong lúc bị một loại côn trùng cắn, độc tố trải rộng toàn thân,
căn bản là không kịp cứu trị, mắt thấy lại phải chết. Cũng may gặp dân bản xứ, dùng bọn họ đặc hữu miêu cương cổ thuật giúp ta hóa giải độc trong người làm. Lúc đó độc trong người ta làm rất đặc thù, thì có một loại muốn đem ta nuốt chửng lấy, đồng hóa cảm giác, liền cùng người sống đời sống thực vật hoa có tương tự tác dụng. Ta muốn, nếu cổ thuật có thể hóa giải độc trong người ta làm, có thể cũng sẽ đối với chiết cây thuật hoa có hiệu quả, bất quá, ta đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không dám khẳng định. Nghe xong lời của hắn, kỳ thực rất nhiều người đều là xì mũi coi thường. Bọn họ đều là chú ý khoa học bác sĩ, chưa bao giờ tin tưởng cái gì miêu cương cổ thuật, căn bản là phong kiến mê tín biểu diễn. Có người suýt chút nữa mắng lên. Cái gì chó má miêu cương cổ thuật, chẳng qua là dân bản xứ sử dụng một điểm thảo dược mà thôi, người không nên ở chỗ này mù nói bậy. Thầy thuốc tập sự cúi đầu, không dám nói nữa. Bên trong phòng ồn ào một hồi sau đó, lần nữa khôi phục an tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Giang Sách trên người. Chỉ thấy Giang Sách hai mắt rũ xuống, đang trầm tư. Sau một lát, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn Na Thật Tập Sinh, nói rằng, đem ngươi siêu tầm dân ca cho ta địa chỉ. Thật Tập Sinh sửng sốt một chút, Giang tiên sinh ngài tin tưởng ta. Giang Sách cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy hiện tại loại cục diện này, ta ngoại trừ tin tưởng ngươi ở ngoài còn có lựa chọn thứ hai sao? Đúng vậy, trừ cái này cái biện pháp ở ngoài, còn có những phương pháp khác sao? Đã không có. Cùng với cứ thế từ bỏ, không bằng hết khả năng thử một chút, coi như là thất bại, cũng đối với chính mình có một khai báo. Lập tức, Thật Tập Sinh đem địa chỉ viết xuống tới. Giang Sách cũng không do dự, ngay lập tức sẽ mang theo đôi ngư, mua vé máy bay chạy đi Miêu Cương. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, phải biết rõ ràng có tồn tại hay không Miêu Cương cổ thuật, nếu như tồn tại, lại có hay không thật có thể làm cho người sống đời sống thực vật phục hồi như cũ. Giang Sách cùng đôi ngư đi rất vội vội vàng vàng. Ở trên trời phi hành chừng 3 giờ, không sai biệt lắm vào buổi trưa, bọn họ đã tới Miêu Cương. Cái gọi là Miêu Cương, cái từ này thấy nhiều vu minh sạch hai đời, là chỉ lấy Hồ Nam Tương Tây Tịch Ngươi núi làm trung tâm hồng mầm khu quần cư cùng Quý Châu Kiềm Đông Nam lấy Thiên Lôi núi, Ánh Trăng núi làm trung tâm hắc mầm khu quần cư. Lưỡng địa vì cổ đại văn hiến gọi Miêu Cương, bên ngoài miêu tộc tụ cư nhân khẩu đều ở đây hơn triệu người ở trên. Tới địa điểm, máy bay hạ cánh trước tiên, Giang Sách, đôi ngư liền kêu xe taxi, dựa theo Thật Tập Sinh cho ra địa chỉ xuất phát. Dọc theo đường đi, thanh sơn lục thủy, không khí phá lệ tươi mát. Ở chỗ này, tâm tình của người ta đều sẽ thay đổi tốt. Dọc theo đường đi, tốt núi hảo thủy phong cảnh đẹp, hai người sầu muộn tâm tư đều đi theo thoải mái không ít. Đôi ngư không khỏi hiếu kỳ hỏi, thống suất, đến cùng cái gì là miêu cương cổ thuật. Trước vẫn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, kỳ thực hắn còn không biết cái này cổ thuật rốt cuộc là cái thứ gì. Là y thuật vẫn là cái gì những vật khác. Kỳ thực Giang Sách đối với miêu cương cổ thuật cũng không phải là rất lý giải, chỉ là có một đại khái ấn tượng. Hắn nói rằng, căn cứ ta biết, cổ thuật là một loại vu thuật. Văn tự học lên cổ có bao nhiêu chủng hàm nghĩa, chủ yếu một loại hàm nghĩa làm trong bụng trùng giải khai, từ trùng, từ mãnh. Mãnh là một loại dùng khí bới cơm cà men. Bát ăn cơm hoặc thỉnh cái khác thức ăn và thức uống dùng khí đều là, trùng chứ tượng trưng vài chỉ trùng trong bụng trùng chính là nhân trong bụng xâm nhập rất nhiều trùng, cũng chính là chúng trùng thực độc một loại tự đứng ngoài vào bên trong độc, đông đảo trùng xâm nhập nhân dạ dày xảy ra đố thức tác dụng tự kêu là cổ, lại gọi chúng cổ. Dân gian nghe nhầm đồn bậy tới tai họa dân chúng yêu thuật. Người thừa kế đa số nữ tính, sanh ra đã có, lấy hại nhân tính mệnh mà sống. Đôi ngư cái hiểu cái không nói rằng, nói cách khác, kỳ thực cổ thuật, chính là một loại lợi dụng côn trùng hạ độc phu thuật. Giang Sách lắc đầu, quá phiến diện rồi, bất kỳ vật gì đều có vuông hai mặt. Tuy là cổ thuật vô cùng nguy hiểm, hầu hết thời gian cũng sẽ đem ra hại nhân. Thế nhưng cổ thuật cũng là có trị bệnh cứu người công hiệu, chỉ bất quá bên ngoài phương pháp sử dụng vô cùng huyết tinh khủng bố, rất khó bị đại chúng tán thành. Cho nên cho tới nay... Miêu cương cổ thuật cũng chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Đương nhiên, những thứ này toàn bộ đều chỉ là Giang Sách cá nhân nhận thức, có phải hay không chuyện này, vậy còn khó nói. Trải qua một đoạn thời gian đường xe, bọn họ rốt cục đã tới mục đích.
Đây là một cái xưa cũ bộ lạc. Nhìn qua tương đối mà nói tương đối lạc hậu, thế nhưng ở trong bộ lạc nhân lại vô cùng đơn thuần, thiện lương, bởi vì bình thường có du khách qua đây du ngoạn, cho nên bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc cũng coi như nhiều, cũng không phải là hoàn toàn phong bế lạc hậu tồn tại. Chứng kiến Giang Sách cùng đôi ngư đến sau đó, này tộc dân ngay từ đầu còn tưởng rằng là tới du lịch du khách, vì vậy mỗi một người đều chạy đi tới, hướng Giang Sách đẩy mạnh tiêu thụ thủ công của bọn hắn phẩm cùng với địa phương đặc sản địa phương. Bên cạnh có chuyên môn phụ trách phiên dịch tiểu tử. Giang Sách mua vài món đồ chơi nhỏ, sau đó đối với tiểu tử nói rằng, ta nghĩ muốn gặp một lần tộc trưởng của các ngươi, không biết có phương tiện hay không. Tiểu tử mỉm cười đáp, đương nhiên có thể, mời tới bên này. Bộ lạc đối ngoại người đến vẫn tương đối hữu hảo, cũng sẽ không bài xích loại này cùng tộc trưởng gặp mặt hành vi, bởi vì hầu hết thời gian sẽ có người đặc biệt tới rồi cùng bộ lạc làm một ít liên hợp hoạt động. Rất nhanh, Giang Sách liền gặp được rồi tộc trưởng. Tộc trưởng đối với Giang Sách cũng biểu hiện ra tương đối nhiệt tình, mỉm cười hỏi, vị này khách nhân tôn quý, không biết ngài tới tìm ta là vì chuyện gì à? Thời gian cấp bách, Giang Sách cũng không hàm hồ, trực tiếp đem mục đích tới nơi này tự thuật một lần. Hắn không vì cái gì khác, liền vì bốn chữ Miêu Cương Cổ Thuật. Giang Sách muốn tận mắt vừa nhìn Miêu Cương Cổ Thuật, có hay không sở hữu khắc chế, hóa giải chiết cây thuật năng lực. Đương nhiên, xem không là nhìn vô ích. Giang Sách có thể cho ra nhất định phí dụng. Hắn vươn một ngón tay, chỉ cần có thể chứng kiến Miêu Cương Cổ Thuật, hắn nguyện ý cho ra 100 vạn trả thù lao. 100 vạn, đối với cái này dạng một cái xa xôi lạc hậu bộ lạc mà nói, vậy tuyệt đối cũng coi là một số tiền lớn. Trên cái thế giới này, ngôn ngữ có thể cũng không tương thông, nhưng tiền, đây tuyệt đối là nghĩ thông suốt. Tộc trưởng cười ha ha, từ na vui đến một cái đường may mắt là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu hài lòng. Hắn nói rằng, muốn xem Miêu Cương Cổ Thuật, tốt, không thành vấn đề, ta đây liền dẫn ngươi đi xem. Có 100 vạn trả thù lao, chỉ vì thấy Miêu Cương Cổ Thuật, chuyện tốt như vậy, tộc trưởng có lý do gì cự tuyệt. Ngay lập tức sẽ mang theo Giang Sách, đôi ngư đi vào quan sát. Vừa đi, hắn vừa nói, Miêu Cương Cổ Thuật cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ, chỉ có ở trong bộ lạc vu nữ mới hiểu môn thủ nghệ này. Bình thường ở trong bộ lạc có người ngã bệnh, cũng không cần đi bệnh viện, trực tiếp đi tìm vu nữ, nàng sẽ lợi dụng cổ thuật giúp người đem bệnh chữa lành. Cho nên ở trong bộ lạc, vu nữ địa vị phi thường cao thượng, thậm chí so với ta người tộc trưởng này còn muốn bị người kính yêu. Cùng Giang Sách phỏng đoán giống nhau. Cổ thuật, có thể tuyệt đối không chỉ là dùng để hại người vu thuật mà thôi, nó cũng là có thể dùng đến cứu người pháp thuật. Trong phiến khắc, Giang Sách đoàn người đã tới vu nữ gia tộc cửa. Tộc trưởng đứng vững cước bộ, hướng về phía bên trong phòng hô một tiếng, thím nhi, có hai vị khách nhân tôn quý muốn tới gặp thưởng thức ngươi một chút cổ thuật, ta có thể dẫn người đi vào sao? Ngay cả tộc trưởng đều như vậy tôn kính, đủ để nhìn ra vu nữ ở trong bộ lạc địa vị. Liền nghe được bên trong phòng truyền ra hai tiếng thanh thúy tảng đá va chạm thanh âm, đát, đát. Tộc trưởng nở nụ cười, đa tạ thím nhi. Hắn vung tay lên, nhị vị, mời. Giang Sách, đôi ngư đi theo tộc trưởng phía sau, tiến vào bên trong phòng, đây là một cái phi thường xưa cũ phòng ốc, bên trong phòng cũng có chút âm u, ẩm ướt, người vừa mới đi vào sẽ cảm giác toàn thân lạnh cả người. Rõ ràng là giữa trưa, chính là cảm giác thân thể và gân cốt phát lạnh. Chỗ như vậy, chỉ là đứng một lúc sẽ cảm giác đầu khớp xương đều cóng đến đau. Thật muốn không thông tại sao có thể có người có thể ở chỗ này lâu dài sinh hoạt. Chỉ có thể nói, thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy bên trong phòng để các loại các dạng chai chai lọ lọ, còn có đại lượng tảng đá công cụ, cảm giác kia giống như là về tới thời kỳ đồ đá giống nhau. Bên trong phòng ngoại trừ vài chiếc đèn, cùng với một máy không biết người nào niên đại phá tivi ở ngoài, sẽ không có cái khác bất luận cái gì gia dụng thiết bị điện rồi. Thậm chí ngay cả một ngụm nồi cơm điện không có. Ở trong phòng ngồi một cái lão thái thái, tay trái bưng bát, tay phải cầm sử, đang ở một cái cầm chén bên trong thảo dược cho nghiền nát. Sau đó, sẽ đem nghiền nát thảo dược cho nổ ra nước tới. Lão thái thái đem này nước theo một cái phễu rót vào trong bình, liền thấy màu xanh biếc chất lỏng rơi vào giống. Rơi vào một cái ngũ thải ban lan rết trên người.
Na Zết ngay từ đầu không nhúc nhích, giống như là chết thông thường. Thế nhưng, ở màu xanh biếc chất lỏng rơi vào trên người nó sau đó, ngay lập tức sẽ như là hít thuốc lắc thông thường, ở trong bình nhanh chóng du động, nhìn dáng dấp, miễn bàn nhiều hưng phấn. Cái này, chính là nuôi cổ sao? Đôi ngư cảm thấy thầm hoảng sợ, không khỏi lui về sau một bước, kết quả là chứng kiến phía sau u ám trong góc có một lồng sắt, bên trong lồng che giam giữ một cái tuyến cầu. Nhìn kỹ mới phát hiện, vậy nơi nào là cái gì tuyến cầu? Rõ ràng chính là vài con rắn độc quấn quanh ở một cái bắt đầu. Con rắn kia lưỡi vẫn còn ở không ngừng phun ra nuốt vào. Đôi ngư nhìn đều nổi da gà. Thảo nào phòng này như vậy âm lãnh ẩm ướt, cảm tình bên trong tất cả đều là chút ngũ độc vật. Ở chỗ này đừng nói sinh sống, chỉ là đứng liền lao lực a. Đôi ngư cũng không phải là người nhát gan người, thế nhưng hắn phi thường chán ghét những thứ này ngũ độc chi trùng. Hắn hiện tại hoàn toàn đã không có lấy trước như vậy nói nhiều, giống như là một cái ngoan ngoãn tử, yên lặng đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Giang Sách liền có vẻ thong dong chấn định nhiều. Liền một cái lão thái thái cũng không sợ địa phương, ngươi lại có cái gì có thể sợ rồi. Hắn đứng ở bên kia lẳng lặng nhìn vu nữ, không nói câu nào. Cả nhà bên trong an tĩnh dị thường, ngoại trừ vu nữ các loại trêu ghẹo mãi thanh âm ở ngoài, không còn có bất kỳ những thanh âm khác. Đang nhìn được có 20 min sau đó, Giang Sách trong lòng đã có thất thất bát bát. Đầu tiên có thể khẳng định là, trước mắt cái này vu nữ tuyệt đối không phải hư danh. Nàng vẫn có nhất định kỹ thuật, từ nàng nuôi cổ sử dụng các loại thủ đoạn đến xem, người nữ nhân này bất kể là cứu người hay là hại người, đó cũng đều là một tay hảo thủ. Hiện tại Giang Sách cần biết đến là, người nữ nhân này có hay không có năng lực khắc chế chiết cây thuật. Không hề đợi, Giang Sách trực tiếp đem vấn đề này bị ném rồi đi ra. Ta đã thấy không sai biệt lắm, hiện tại, ta chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Miêu cương cổ thuật. Có hay không có thể đối với chiết cây thuật đưa đến tác dụng khắc chế? Vấn đề này mới vừa nói ra, cũng không cần Giang Sách đi có thể giải thích cái gì là chiết cây thuật, vỗ vu nữ tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu. Nàng cũng không trả lời, trực tiếp đem một cái nhỏ thỏ ôm đi qua. Khi nhìn đến na con thỏ nhỏ một sát, Giang Sách cả người ngây dại. Chỉ thấy con thỏ nhỏ kia chết trên người cư nhiên nở rộ lấy một đóa hoa tươi. Điều này cũng làm cho nói rõ, có người đối với con thỏ nhỏ sử dụng chiết cây thuật. Giang Sách chính mình chưa từng tới. Trần Lão cùng Niếp Thiên Kỳ cũng không lớn khả năng đã tới nơi đây. Na, chỉ có một khả năng, đó chính là vu nữ kỳ thực cũng hiểu chiết cây thuật. Bất kể là nguyên nhân gì, cái gì con đường, nói ngắn lại, cái này vu nữ trình độ kỹ thuật, nếu so với Giang Sách còn mạnh hơn. Càng thêm khoa trương vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy na vu nữ xuất ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, bên trong là từng cái đĩa. Cũng chính là tục xưng con đĩa. Vu nữ tiện tay đem ba con đĩa đem ra, đặt ở tiểu bạch thỏ trên người, sau đó ngạc nhiên một màn xảy ra, nguyên bản nở rộ hoa cư nhiên một chút xíu bắt đầu héo rũ, mà con đĩa thân thể thì ước chừng mập gấp ba. Cũng liền mấy phút thời gian, đĩa hấp no rồi, hoa cũng triệt để héo tàn. Vu nữ đem đĩa một lần nữa thả lại đến rồi trong hộp, sau đó từ bình thủy tinh chung đem cái loại này ngũ thải ban lan rết cho phóng thích ra ngoài, rết ở tiểu bạch thỏ trên người thoán lai thoán khứ. Lúc đầu nhìn hết sức dọa người. Nhưng sau một lát, tiểu bạch thỏ vết thương trên người dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cũng không cần chỉ khâu, vết thương một cách tự nhiên khép lại lên. Thì ra cái kia ngũ thải ban lan rết lại có tác dụng như vậy. Thực sự là thần kỳ. Vu nữ đem rết thu vào. Sau đó nàng đem tiểu bạch thỏ đặt ở trên mặt đất, chỉ thấy na tiểu bạch thỏ vui vẻ, một chút sự tình cũng không có, thật giống như chưa từng có bị chiết cây qua giống nhau. Như vậy thần hồ kỳ kỹ thao tác, nhìn người mục trừng khẩu ngốc. Cường! Cái này vu nữ kỹ thuật thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Sách sâu đậm cảm thấy bội phục, cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Núi cao còn có núi cao hơn. Cái này vu nữ trình độ, sợ là Trần Lão đều theo không kịp. Trên thế giới này, đến cùng còn có bao nhiêu người tài ba dị sĩ a? Giang Sách trong lòng mừng như điên, miêu cương cổ thuật quả nhiên có thể khắc chế chiết cây thuật, kể từ đó, tiểu giao cùng tiểu mân thì có cứu.
Hắn hướng phía vu nữ chắp tay, tôn kính vô cùng nói rằng, bà, ta có hai vị bằng hữu bị người thi triển chiết cây thuật, trở thành người sống đời sống thực vật, hiện tại hai người bọn họ muốn sống không được, thống khổ bất kham. Hy vọng bà có thể đi với ta một chuyến Yến Thành, cứu ta hai cái bằng hữu nổi trên mặt nước hỏa. Đương nhiên, đầy đủ mọi thứ phí dụng ta toàn bộ gánh chịu, đồng thời, vô luận được chuyện hay không, ta đều biết thanh toán bà ngài 10 triệu đến khám bệnh tại nhà phí. Cái này đến khám bệnh tại nhà phí thật là cao. 10 triệu. Tộc trưởng nghe xong, trong mắt đều nhanh đụng tới rồi, hắn liếm môi một cái, cười ha hả nói, thím nhi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A, người nhanh lên dọn dẹp một chút, cùng vị tiên sinh này đi một chuyến A. Cứu người là một mặt, tộc trưởng thích hơn chính là tiền. Có tiền, cái gì cũng dễ nói. Kỳ thực Giang Sách vẫn ưa thích cùng tộc trưởng loại người này giao thiệp, bởi vì rõ ràng biết hắn muốn cái gì, chỉ cần thỏa mãn điều kiện của hắn, ngươi là có thể thu được mình muốn. Đối với lẫn nhau đều rất thuận tiện. Nhưng vu nữ hiển nhiên không phải loại người này. Chỉ nghe vu nữ dùng âm trầm thanh âm nói rằng, tiền, ta không muốn. A. Tộc trưởng đau lòng không thôi, 10 triệu A, nói không cần là không cần. Giang Sách cũng là rất khó chịu, vừa định phải tiếp tục truy vấn, chỉ nghe na vu nữ tiếp tục nói, thế nhưng người, ta có thể cứu, bất quá ta không phải đi theo người Yến Thành, người được đem người cho nhận lấy, ta ở nơi này cứu người. Có thể nói, cái này vu nữ là một cái nguyên tắc tính rất mạnh hơn nữa rất có ái tâm người. Cũng không sẽ vì tiền mà ly khai bộ lạc. Lại không biết thấy chết mà không cứu được. Đem người mang tới, nàng có thể miễn phí giúp người đem người chữa lành, đây cũng là nhất kiện đối với vu nữ, đối với Giang Sách đều rất tốt sự tình, chỉ là tộc trưởng cảm thấy đau lòng, 10 triệu cứ như vậy không có. Bất quá! Giang Sách nhíu nhíu mày, tính thời gian một chút. Chờ hắn trở về đem người cho mang đến, tới kịp sao? Phải biết rằng, hiện tại Tiểu Giao cùng Tiểu Mân bị Niếp Thiên Kỳ gắt gao khống chế được. Căn bản cũng không khả năng ly khai vẽ còn tập đoàn, chớ đừng nói chi là tới Miêu Cương bên này. Duy nhất phương pháp, chính là mang theo vu nữ lặng lẽ tiến nhập vẽ còn tập đoàn, thừa dịp Niếp Thiên Kỳ chưa chuẩn bị, đem hai cô bé cấp cứu. Giang Sách nhíu chân mày lại, nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói một lần, biểu thị hai cô gái kia một chốc là mang không ra được, chỉ có thể ủy khuất vu nữ cùng đi theo một chuyến. Tộc trưởng thật cao hứng, bởi vì, này dạng thứ nhất, 10 triệu bỏ chạy không xong rồi. Nhưng vu nữ lại kiên trì nói rằng, không được, ta kiên quyết không ly khai bộ lạc nửa bước. Cái này, tộc trưởng gãi đầu một cái, thím nhi, ngươi làm gì thế cố chấp như vậy a? Vu nữ thần sắc không vui, ta cố chấp, nếu như ta ly khai, phía sau núi những cây đó, tùy thời cũng sẽ bị chặt cây hết, đến lúc đó chúng ta bộ lạc sẽ không phục tồn tại. Tộc trưởng nghe xong, sâu đậm thở dài. Có vẻ rất bất đắc dĩ. Giang Sách nghe được một điểm nội dung, xem ra vu nữ không ly khai bộ lạc cũng không phải là không muốn ly khai, mà là có chuyện gì ràng buộc lấy, không thể ly khai. Nếu như Giang Sách có thể giúp vu nữ đem chuyện này giải quyết cho, làm cho vu nữ không có nổi lo về sau nói, sao lại không được. Vì vậy hỏi hắn, không biết các ngươi gặp phiền toái gì, có thể hay không nói cho ta một chút, nhìn ta một chút có hay không có thể giúp được một tay. Tộc trưởng cười khổ một tiếng, nói rằng, lại nói tiếp, sự tình rất đơn giản. Phía sau núi có một mảng lớn trăm năm cây già, này đều là bộ lạc là lấy sinh tồn cây già, bây giờ bị người theo dõi, muốn chặt cây, cây không có, bộ lạc cũng sẽ theo không có. Đều nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Bọn họ bộ lạc dựa vào là chính là na một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, dựa vào là chính là này trăm năm cây già. Đặc biệt phụ nữ cổ thuật. Bất kể là nguyên vật liệu vẫn là các loại cổ độc vật, đều là từ bên trong vùng rừng rậm kia lấy được, rừng rậm bị chặt phạt, cũng liền ý nghĩa của nàng cổ thuật triệt để đứt rễ. Sau này sẽ là muốn truyền thừa cũng không có cách nào. Cánh rừng kia, tuyệt đối không thể chặt cây. Nhưng lúng túng, cánh rừng kia là thuộc về một cái tên là Tần Trung mới vừa nam nhân, hắn đầu óc mê tiền, lấy 20 trăm triệu giá cả, đem một mảnh kia cây toàn bộ đều bán cho kiến tài thương. Hiện tại, kiến tài thương có thể quang minh tránh đại đem hết thảy cây đều cho chặt cây, mang đi. Bộ lạc người không làm. Nếu như rừng rậm không có, nhà của bọn họ cũng sẽ không có,
nhưng bất đắc dĩ là, người ta hành vi đều là hợp lý hợp pháp, bọn họ cũng tìm không được bất luận cái gì tin cậy hữu hiệu ngăn cản biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gia viên bị hủy. Lúc này, phụ nữ đứng dậy. Nàng lợi dụng cổ thuật đe dọa kiến tài thương, ai dám chặt cây cây cối, nàng sẽ đối với người nào hạ thủ. Cổ thuật, không riêng có thể cứu người, càng có thể sát nhân. Ngay từ đầu, kiến tài thương nhóm căn bản không tin tưởng, kết quả bị vu nữ cổ thuật cho chữa dễ bảo, không biết bao nhiêu công nhân cùng với lãnh đạo đều trúng cổ độc, suýt chút nữa đi đời nhà ma, cuối cùng kêu khóc để xin tha. Kết quả cuối cùng chính là, kiến tài thương cùng vu nữ tạo thành giằng co. Chỉ cần vu nữ vẫn còn ở, này kiến tài thương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ uy bức lợi dụ, các loại biện pháp đều muốn tuyệt, chưa từng có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại song phương nằm ở một loại trạng thái thăng bằng, ai cũng không làm gì được đối phương. Vấn đề là, phụ nữ cũng chỉ có một người, hơn nữa niên kỷ cũng lớn. Kiến tài thương nhóm sử dụng các loại hư chiêu, tổn hại chiêu trò, sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm phụ nữ ăn không tiêu, chỉ cần phụ nữ có bất kỳ thư giãn, kiến tài thương sẽ bị xính. Cho nên, phụ nữ vì bảo hộ rừng rậm, là tuyệt đối không thể rời đi. Nói xong đây hết thảy, tộc trưởng hỏi, hiện tại các ngươi nghe hiểu, vì sao vu nữ không thể rời khỏi nơi này a? Giang Sách gật đầu, nói rằng, thì ra là thế. Lập tức, hắn xoay người nhìn về phía vu nữ, vỗ bộ ngực nói rằng, chuyện này kỳ thực rất dễ giải quyết, xin cho ta nửa ngày thời gian, ta sẽ nhường tất cả kiến tài thương đều lui ra rừng rậm tranh đoạt, cho các ngươi bộ lạc vĩnh cửu an bình. Lời nói này quá, bất quá. Cũng quả thật làm cho vu nữ, tộc trưởng động tâm. Nguyên bản đối với cái gì cũng không cảm giác hứng thú vu nữ, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Giang Sách, chỉ hỏi hai chữ cho là thật. Giang Sách khẳng định hồi đáp, đương nhiên, ngày mai buổi sáng, ta sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Vu nữ đồng thời cũng nói, tốt, nếu như ngươi có thể xử lý tốt chuyện này, làm cho này chết tiệt kiến tài thương lại cũng không đánh rừng rậm chủ ý. Ta liền đáp ứng đi theo ngươi một chuyến Yến Thành, cứu ngươi hai cái bằng hữu. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người liếc nhau, sau đó, Giang Sách xoay người ly khai gian nhà, đôi ngư nhanh lên đi theo, cái kia gian nhà hắn là nhất khắc cũng không muốn ngây người. Mới ra gian nhà, Giang Sách liền đối với đôi ngư nói rằng, lập tức đem hết thảy đối với rừng rậm có ý tưởng kiến tài thương người phụ trách tất cả tập hợp đứng lên, ta muốn theo chân bọn họ yên lành uống một chén. Đôi ngư gật đầu, vừa cười vừa nói, thống suất, xem ra lúc này đây ngươi định dùng cường ngạnh một chút thủ đoạn a. Giang Sách nói rằng, bất đắc dĩ, đối phó hung ác loại người, ngươi được so với bọn hắn ác hơn mới được a. Buổi tối, tứ đại kiến tài thương tề tụ một đường, bọn họ chiếm được tin tức, nói là kinh thành Giang gia gia chủ muốn gia nhập vào bọn họ, cùng đi việc buôn bán. Giang gia, na ở toàn quốc trong phạm vi đều là thanh danh hiển hách. Mặc dù không biết vì sao Giang gia sẽ đối với nho nhỏ Miêu Cương rừng rậm hạng mục cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn vẫn là rất cam tâm tình nguyện cùng Giang gia gia chủ gặp mặt một lần, nhận thức một chút cũng tốt. Sự họp tiệc tối nhân kỳ thực cũng không nhiều, ngoại trừ tứ đại kiến tài thương ở ngoài, cũng chính là hiện trường bọn họ vài cái bảo tiêu, lại không ngoại nhân. Ở một phen kiên nhẫn đợi sau đó, bọn họ gặp được muốn gặp nhân. Chỉ thấy một gã vóc người khôi ngô nam nhân đi ra, trên trán triển lộ ra một anh khí. Nam tử đi tới trước mặt mọi người, khom người một chút, nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Giang gia gia chủ Giang Sách. Hắn chính là Giang Sách. Tứ đại kiến tài thương đồng thời cầm trong tay chén rượu để xuống, chăm chú xem tường tận. Nhìn không bề ngoài, quả thực khí vũ hiên ngang, không như người thường. Giang gia đại danh. Mấy người chúng ta nhưng là sớm có nghe thấy, cũng không biết Giang tiên sinh đêm nay hẹn chúng ta đi ra, vì chuyện gì. Giang Sách nhìn quét một vòng, dùng giọng ôn hòa nói rằng, ta là tới trợ giúp các ngươi giải quyết nan đề. Tứ đại kiến tài thương nhìn nhau, không phải rất rõ ràng. Bọn họ có khó khăn gì là cần Giang Sách giúp một tay sao? Chính bọn nó đều giống như không biết a. Giang Sách tiếp tục nói, ta biết các ngươi gần nhất hạng mục gặp một điểm tình trạng. Tứ gia liên thủ, hao tốn 20 ức thu mua rừng rậm, lại bị Miêu Cương bộ lạc ngăn cản, không có cách nào tiến hành khai thác, có phải hay không có chuyện này? Nguyên lai là việc này.
này kiến tài thương mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm. Một người trong đó nói rằng, không dối gạt Giang tiên sinh, thật có việc này. Nói đúng ra, chính là cái kia chết tiệt Miêu Cương lão vu bà đang làm quái, mỗi lần chúng ta động thủ, nàng sẽ đối với chúng ta gây cổ thuật, làm cho chúng ta muốn sống không được. Hiện tại song phương lâm vào tình trạng giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ, ai. 20 ức quăng vào đi, đây nếu là vẫn không có biện pháp khai thác, bọn họ chẳng phải là muốn bồi chết. Những thứ này kiến tài thương đã thương lượng xong, tối đa đợi lát nữa nửa tháng, nếu như còn không có một cái thích đáng biện pháp giải quyết lời nói, như vậy bọn họ sẽ áp dụng cường ngạnh biện pháp. Đến lúc đó khó tránh khỏi gặp phải chuyện máu me, làm một cá chết lưới rách. Đương nhiên, ai cũng không hy vọng thấy như vậy một màn phát sinh. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, ta hôm nay tới, chính là muốn thay các ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cho các ngươi không hề bị này quấy nhiễu. Thực sự, kiến tài thương nhóm đều rất hưng phấn. Một người hỏi, Giang tiên sinh, ngài là có chủ ý gì hay sao? Nói nghe một chút, kỳ vọng của bọn hắn cao vô cùng. Nhưng kế tiếp Giang Sách lời nói, lại cho bọn hắn phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, làm cho hiện trường trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều biến mất không thấy. Chỉ nghe Giang Sách chậm rãi nói, ta đây cái biện pháp tương đương đơn giản, các ngươi chỉ cần đem hạng mục bán trao tay cho ta, như vậy tất cả lỗ lã liền toàn bộ từ ta một người gánh chịu. Các ngươi cầm tiền rời đi là được rồi, không có bất luận cái gì tổn thất. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến các ngươi tiền tiền hậu hậu bạch mang hoạt. Như vậy, ta ra 25 ức thu mua các ngươi hạng mục. 20 ức là cho các ngươi không lời không lỗ, nhiều hơn 5 ức, các ngươi thì lấy đi phân A. Dựa theo đạo lý mà nói, phương pháp này kỳ thực thật không tệ. Tứ đại kiến tài thương trên cơ bản không hề làm gì cả, có thể có được 500 triệu thuần lợi nhuận, vẫn là rất khả quan. Nhưng không ai cao hứng đứng lên. Bởi vì bọn họ biết hạng mục này kỳ thực rất kiếm tiền, chỉ cần có thể thuận lợi mua đồ ăn, mở rộng, không riêng có thể giữ được 200 triệu bản, còn có thể kiếm nhiều 20 ức thậm chí 30 ức. Mà Giang Sách liền lấy ra 5 ức đem bọn họ cho đuổi rồi. Đây không khỏi có điểm quá khi dễ người. Một gã kiến tài thương không vui nói, yêu, Giang tiên sinh, ngài đây thật là biết làm ăn a. Cho chúng ta 25 ức mua đi hạng mục, qua tay ngài phải đi kiếm 40-50 ức. Đến lúc này một hồi, ngài nhưng là kiếm đầy bồn đầy bát, thật đem chúng ta những người này làm kẻ ngu si a. Nơi này mỗi người đều là nhân tinh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt đến. Thậm chí đều có người đứng dậy chuẩn bị ly khai, bởi vì bọn họ đã nhìn ra. Giang Sách căn bản cũng không phải là thành tâm đến giúp bọn họ giải quyết vấn đề, mà là tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Đương nhiên, nào có người sẽ không duyên vô cớ đến giúp người khác vội vàng. Ăn no dỗi việc. Vừa lúc đó, Giang Sách còn nói ra một phen để cho bọn họ ngoác mồm kinh ngạc lời nói. Giang Sách mỉm cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta thu mua các ngươi hạng mục cũng không phải là vì kiếm tiền, mà chỉ là muốn bảo hộ cái này một mảnh môi trường sinh thái. Từ trên tay các ngươi đem hạng mục thu mua qua đây sau đó, ta sẽ không tiến hành bất luận cái gì mở rộng. Nói cách khác, Giang Sách vì bảo hộ môi trường sinh thái cái này một cao thượng lý tưởng, nguyện ý bạch đập vào 25 ức. Cái này, na bốn cái kiến tài thương liếc nhìn nhau, đầu tiên cảm giác là kinh ngạc, thứ nhì chính là cảm giác Giang Sách đang nói dối. Đều là nghìn năm hồ ly, với ai chơi liêu trai đâu. Một người cười lạnh nói. Giang tiên sinh, ngài thật là có ý tứ a, cho rằng dùng như vậy chân thiện mỹ chính là lời nói là có thể để cho chúng ta tin phục sao? Bọn họ đương nhiên không tin. Bất quá, Giang Sách lại tiến hơn một bước nói rằng, ta biết các ngươi không tin, cho nên ta có thể với các ngươi ký kết một phần hiệp nghị, cam đoan sẽ không đối với rừng rậm tiến hành mở rộng. Nếu như trái với hiệp nghị, như vậy hạng mục sẽ trả cho các ngươi, đồng thời không cần các ngươi thối tiền. Cái này rất quá đáng rồi. Kiến tài thương nhóm nhìn nhau, bọn họ đều ý thức được một việc Giang Sách là tới thực sự. Bọn họ do dự. Thật muốn đem lớn như vậy một cái hạng mục bán cho Giang Sách sao? Là, Giang Sách phải không dự định lấy nó tới kiếm tiền, thế nhưng những thứ này kiến tài thương thực sự cam tâm sao? Bày đặt hơn mấy chục trăm triệu tiền không phải kiếm, phải đi kiếm Giang Sách na 500 triệu chênh lệch giá. Không khỏi thật không có ý tứ.
kết quả cuối cùng chính là đàm phán không thành. Một gã kiến tài thương cười ha hả nói, Giang tiên sinh, ta thực sự là bị ngài lý tưởng vĩ đại cảm động đến rồi, ta cũng quả thực tin tưởng ngài nói mỗi một câu. Thế nhưng đáng tiếc, chúng ta là thương nhân, ở thương nói thương. Chúng ta phải kiếm tiền, không cần để ý muốn, cho nên đối với hảo ý của ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể nói một câu tâm lĩnh. Giang tiên sinh, đa tạ ngài rượu ngon khoản đãi, tái kiến. Nói xong, bốn người đều nâng cốc ly để xuống, sau đó xoay người rời đi. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới mở cửa ra thời điểm, liền thấy bên ngoài đứng mười mấy nam tử, thống nhất tây trang, đều nhịp động tác. Trong tay mỗi người đều nắm thiết côn. Xem giá thế này, muốn rời khỏi đó là có điểm khó a. Kiến tài thương hỏi, Giang tiên sinh, ngài đây là mấy cái ý tứ a? Giang Sách thu hồi nụ cười, đổi lại một bộ lạnh như băng khuôn mặt, từ tốn nói, xin lỗi, có một việc ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Ta hôm nay gọi các ngươi qua đây cũng không phải là tới thương lượng với các ngươi thu mua bộ môn sự tình, ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng mà thôi. Các ngươi, căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lực. Đây không phải là ép mua buộc bán. Không nghĩ tới Giang Sách cũng sẽ chơi cái này vừa ra. Na kiến tài thương ngay từ đầu hơi chút sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền chấn định lại, căn bản cũng không có cảm thấy bất luận cái gì sợ. Một người trong đó nói rằng, Giang tiên sinh, ngài thực sự cho rằng Giang gia cường đại đến có thể vì sở dục vì trình độ sao? Không biết ngài có nghe hay không qua một câu nói cường long không phải áp bọn rắn độc. Hiện tại Giang Sách địa phương sở tại, đây chính là tứ đại kiến tài thương địa bàn. Ở chỗ này, Giang Sách là người ngoài, mặc dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không khả năng để người ta dân bản xứ cho thế nào a. Cho nên tứ đại kiến tài thương mới có thị không sợ gì. Càng sâu tới, có người nói, Giang Sách, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta một cọng tóc gáy nói, ngươi tin không tin, sáng sớm ngày mai thi thể của ngươi sẽ treo với cửa thành trên. Bọn họ đương nhiên dám nói như vậy, ở chỗ này, bọn họ chính là thổ hoàng đế, không có ai có thể đối phó bọn họ. Chứng kiến bọn họ từng cái cuồng vọng như vậy bộ dạng, Giang Sách khẽ thở dài một cái. Rất nhiều người, chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Rõ ràng có thể không có bất kỳ thống khổ liền đem sự tình giải quyết, nhưng bọn hắn chính là muốn nếm thử vị đắng, biết lợi hại, mới có thể nhớ tới cầu xin tha thứ. Giang Sách nói rằng, tốt, các ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ nghiệm chứng một chút các ngươi theo như lời nói có phải thật vậy hay không. Hắn vung tay lên, này nam tử liền cua thiết côn hướng phía kiến tài thương đi tới. Cái này nhưng làm kiến tài thương nhóm làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng có thể đem Giang Sách dọa cho hù dọa, kết quả một chiêu này căn bản cũng không dễ sử dụng, Giang Sách cũng không mang do dự, nói động thủ liền động thủ. Này kiến tài thương ngay lập tức sẽ tuyển trạch gọi điện thoại kêu người qua đây. Đồng thời, hộ vệ của bọn hắn cũng chắn trước người, bảo hộ bọn họ chu toàn. Những người hộ vệ này đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn tên cướp, từng cái đều có thân thể cường tráng cùng với phong phú kỹ xảo chiến đấu, nhưng lúng túng là, rõ ràng đều mạnh như vậy, kết quả nhưng căn bản cũng đánh không lại Giang Sách những thủ hạ kia. Sau mấy hiệp, mười mấy bảo tiêu toàn bộ đều bị đánh gục dưới. Rất nhanh, bốn cái bảo tiêu liền toàn bộ đều bị bắt. Bọn họ hung hãn nói, Giang Sách, ta khuyên nhĩ lão thành thật thật đem chúng ta đem thả rồi, nếu không, nhân mã của chúng ta trên sẽ qua đây vây quanh nơi đây, đem ngươi cho tháo thành tám khối. Giang Sách hỏi, phải, ta đây thì chờ một chút xem. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, hỏi, người của các ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể tới a? Kiến tài thương nói rằng, rất nhanh. Tối đa không cao hơn 10 min. 10 min đúng vậy, Giang Sách định ra đồng hồ báo thức, tốt, ta đây thì chờ một chút xem, nhìn một cái các ngươi hay là đại đội nhân mã rốt cuộc hình dạng thế nào. Sau đó, Giang Sách an vị xuống tới, vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, có vẻ rất bình tĩnh. Hắn cũng không sốt ruột ngay lập tức sẽ đối với tứ đại kiến tài thương động thủ, bởi vì Giang Sách mục đích không phải muốn giết chết bốn người bọn họ, mà là muốn ép bọn họ bán đi hạng mục. Muốn làm điểm này, phải đả khoa tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Giang Sách đối với lòng người nhưng là rất có nghiên cứu, hắn biết, hiện tại tứ đại kiến tài thương hy vọng chính là ở chỗ na đại đội nhân mã trên người, cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn,
chỉ có đem cái này đại đội nhân mã đều giải quyết rớt, triệt để tiêu diệt bọn họ hy vọng, mới có thể đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Đến lúc đó, Giang Sách mới có thể từ từ theo chân bọn họ đàm phán. Hiện tại, không nóng này. Chờ a chờ, 10 min nháy mắt liền đi qua, rất nhanh, đồng hồ báo thức liền vang lên. Giang Sách tự tay đem đồng hồ báo thức cho tắt đi, ngẩng đầu lên đối với tứ đại kiến tài thương nói rằng, đã đến giờ, các người đại đội nhân mã làm sao còn chưa tới a? Tứ đại kiến tài thương cũng cảm giác kỳ quái, quá khứ căn bản cũng không cần thời gian dài như vậy a, thông thường 4-5 phút người đã tới rồi, ngày hôm nay hắn vẫn cố ý đem thời gian nói dài quá. Này cũng 10 phút quá khứ, làm sao lại là nhìn không thấy người tới rồi. Đang buồn bực, liền thấy đôi ngư đi đến, thống suất, người của bọn họ toàn bộ đến rồi. Nghe lời này một cái, tứ đại kiến tài thương tất cả đều lộ ra vui vẻ biểu tình, một bộ ngươi muốn chết bộ dạng. Giang Sách, thế nào? Ta nói rồi chúng ta đại đội nhân mã chẳng mấy chốc sẽ đến đây đi. Còn không mau đem chúng ta thả. Nếu như trễ nữa mấy phút, coi như ngươi thả chúng ta, cũng mơ tưởng hoàn hảo không hao tổn ly khai. Nhìn tay của mình xuống, tứ đại kiến tài thương hông của cái cũng cứng rắn, có can đảm như thế cùng Giang Sách nói, không che đậy miệng, giống như bị trói lại chính là Giang Sách giống nhau. Giang Sách cũng không sức sống, mà là hỏi, bọn họ tới bao nhiêu người a? Đôi ngư hồi đáp, đại khái 200 người bộ dạng. 200 người, đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, nhiều người như vậy, tại cái gì một chỗ đều là một không thể coi thường lực lượng. Kiến tài thương cười nói, Giang Sách, còn không thả người. Bọn họ cho rằng Giang Sách biết sợ, sẽ chọn thả người. Nhưng mà, Giang Sách chỉ là cười khinh bỉ, nói rằng, na 200 người đều xử lý xong rồi không? Đôi ngư gật đầu, toàn bộ xử lý tốt. Xử lý, có ý tứ. Tứ đại kiến tài thương cả đám trợn mắt há mồm, biểu thị nghe không hiểu Giang Sách cùng đôi cá đối thoại là có ý gì, cái gì gọi là toàn bộ đều xử lý tốt. Cái này 200 người cũng không phải cá mặn, muốn ngươi xử lý cái gì? Giang Sách tằng hắng một cái, các ngươi không phải đối với mình đại đội nhân mã phi thường có tự tin sao? Tới, ta liền mang bọn ngươi đi xem, các ngươi đại đội nhân mã hiện tại cũng là hình dáng gì? Nói, hắn dẫn đầu đi ra ngoài trước. Tứ đại kiến tài thương bị Giang Sách chính là thủ hạ cho áp chứ đi ra ngoài. Vừa ra đại môn, tứ đại kiến tài thương bị một màn trước mắt làm cho sợ choáng váng. Chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường nằm ngổn ngang từng cái đại tiểu hỏa, mỗi người đều nhe răng trợn mắt, đau không chịu được dáng vẻ. Không là người khác, chính là tứ đại kiến tài thương chính là thủ hạ. Vây quanh toàn bộ sân rộng, có xấp xỉ hơn 1000 tên tráng hán. Ở tại bọn hắn phía sau sáng đèn lớn, đem sân rộng cho chiếu đặc biệt sáng. Tứ đại kiến tài thương triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ lợi hại, Giang Sách so với bọn hắn lợi hại hơn. Không phải là nếu so với của người nào nhiều người sao? Thật ngại quá, ở phương diện này, Giang Sách cho tới bây giờ không phải sợ người nào. Chứng kiến hơn 200 người thổi kèn dưới toàn bộ đều bị làm gục xuống. Tứ đại kiến tài thương trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt đã bị đánh sụp, một người trong đó người nhát gan, càng là hai chân run, chiến đấu cũng đứng không được, ầm một tiếng liền ném xuống đất. Cái gì chó má cường long không phải áp bọn rắn độc? Chỉ cần ngươi đủ mạnh, là có thể quét ngang hết thảy đầu xà. Giang Sách một lần nữa nhìn về phía na bốn gã kiến tài thương, lại hỏi, hiện tại, các ngươi nguyện ý đem hạng mục bán cho ta sao? 20 ức. 20 ức, vừa mới không phải nói 25 ức sao? Kiến tài thương biểu thị không nói. Giang Sách nói rằng, tiền lễ hậu binh, lễ thời điểm ta có thể cho các ngươi 5 ức lợi nhuận, binh thời điểm, các ngươi còn muốn kiếm tiền. Cho các ngươi không lời không lỗ chính là ta lớn nhất nhân từ. Nghe xong lời này, tứ đại kiến tài thương áo não không thôi. Vừa mới tại sao muốn như vậy đuôi mù, cùng Giang Sách đấu cái gì a? Hiện tại được rồi. Ngay cả 500 triệu lợi nhuận cũng không có, bọn họ tiền tiền hậu hậu mang hoạt hơn mấy tháng, kết quả là rơi vào cái không lời không lỗ không phải thua thiệt. Ai? Kỳ thực, không phải lỗ vốn coi như là không tệ. Bất quá, vẫn có một gã kiến tài thương tương đương khó chịu, hắn cắn răng kiên trì nói, Giang Sách người thiếu cuồng vọng, tay sinh trưởng ở trên người của chúng ta không đồng ý bán,
ngươi như thế nào đi nữa ép buộc cũng là vô ích. Đánh bại thủ hạ của chúng ta thì thế nào? Ta chính là không phải. Không đợi hắn nói xong, Giang Sách một bả xẻ đem cái ngoan cố kiến tài thương ấn ở trên mặt đất, sau đó đem tay hắn kéo ra ngoài. Giang Sách hướng về phía thủ hạ vẫy vẫy tay, lập khắc liền có người đưa tới một bả búa. Tay sinh trưởng ở trên người ngươi sao? Vậy nếu như ta đem ngươi tay chặt xuống lời nói, còn ở đó hay không trên người của ngươi đâu? Nói, Giang Sách thật cao giơ lên búa, không nói hai lời, dựa theo kiến tài thương tay liền chém xuống phía dưới. Cái này một động tác đem kiến tài thương làm cho sợ choáng váng. Hắn sợ đến hô lớn, bán, ta bán. Hạng mục này ta từ bỏ, ta bán cho ngươi. Búa ở kiến tài thương cổ tay ra ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Giang Sách nhìn thoáng qua kiến tài thương, nói rằng, may ngươi nói đúng lúc, nếu như trễ nữa không, một s, tay ngươi sẽ không thuộc về ngươi. Nói, hắn đứng dậy nhìn về phía mặt khác ba cái kiến tài thương, hỏi, ba người các ngươi nói như thế nào? Cái khác ba cái kiến tài thương nhìn nhau, còn có thể nói như thế nào? Sự tình đều đến tình trạng này, bọn họ kiên trì nữa đi xuống, sợ là ngay cả mạng bảo hiểm tất cả không được a. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ không thể không cúi đầu. Một chữ, bán. Giang Sách rất hài lòng, khiến người ta đem ra rồi bản hợp đồng, cùng tứ đại kiến tài thương ký xuống hạng mục chuyển nhượng hợp đồng, đồng thời còn theo chân bọn họ ký kết hạng nhất điều khoản tuyệt đối sẽ không đối với rừng rậm tiến hành mở rộng. Cái này, chính là Giang Sách đối với bọn họ cam đoan. Hợp đồng ký xong, tiền chuyển đi qua. Giang Sách giao hợp đồng cho rồi Đôi Ngư, nói rằng, cất xong hợp đồng. Sáng sớm ngày mai còn muốn dùng cái này đi mời vu nữ xuất sơn. Đôi Ngư rất cẩn thận đem hợp đồng thu vào. Cuối cùng, Giang Sách nhìn thoáng qua trên quảng trường người nhiều như vậy, nói rằng, đem nơi đây quét dọn sạch sẽ a, loạn tao tao, kỳ cục. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, đi ngủ. Rất nhanh tứ đại kiến tài thương liền khôi phục tự do, cũng nhận được bọn họ nên được đến tiền. Tuy là sức sống, nhưng bất lực. Đêm nay, là bọn hắn trong đời khó quên nhất một đêm, để cho bọn họ đã biết thì ra trên cái thế giới này còn có như vậy rất không nói lý nam nhân, rồi lại là cường đại như vậy. Bình thường đều là tứ đại kiến tài thương khi dễ người khác, lần đầu tiên, bọn họ bị người khác khi dễ thảm. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Sách sau khi rời giường ăn bữa sáng, thì mang theo Đôi Ngư cùng nhau tiến đến Miêu Cương bộ lạc. Đầu tiên là cùng tộc trưởng gặp mặt một lần, sau đó sẽ ở tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, lần thứ hai bái phỏng vu nữ. Lần thứ hai tới, liền so với lần đầu tiên tới thời điểm muốn quen thuộc rất nhiều. Vẫn là cái kia u ám nhà nhỏ. Tộc trưởng nói rằng, ta thím vậy đều dậy rất trễ, đến buổi trưa mới rời giường, lúc này ước đoán còn đang ngủ, nhị vị chờ, ta đi gọi nàng rời giường. Kết quả là nghe được bên trong phòng truyền đến vu nữ già nua thanh âm, bớt ở ngoại nhân trước mặt nói xấu ta. Ta cũng sớm đã rời giường, chờ đã lâu, vào đi. Giang Sách vừa nghe, lộ ra nụ cười, xem ra vu nữ đối với gặp mặt hôm nay cũng là có chút chờ mong a. Đã như vậy, vậy sẽ không để cho nàng thất vọng. Giang Sách cầm hợp đồng đi vào phòng bên trong, cùng hôm qua tới thời điểm giống nhau, bên trong phòng khắp nơi đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhìn cũng làm người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Đôi Ngư đương nhiên không có tiến nhập chỗ như vậy, hắn có thể không có chút nào muốn lại nhìn thấy những thứ này đáng sợ đồ đạc, hắn cứ như vậy đứng chờ ở cửa, ngược lại lúc này đây ước đoán cũng không có hắn chuyện gì. Giang Sách đi vào phòng, lúc này đây thấy vu nữ cần phải so sánh với một lần kích động nhiều, lần trước lúc tới, vu nữ một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, nhìn nữa lúc này đây, vu nữ trực tiếp từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Giang Sách. Nhìn ra được, phụ nữ đối với Giang Sách đáp án vô cùng lưu ý. Thế nào, phụ nữ kích động hỏi. Giang Sách mỉm cười gật đầu, cái gì cũng không nói, trực tiếp đem hợp đồng đem ra đưa cho phụ nữ. Phụ nữ đem hợp đồng mở ra, xem xét tỉ mỉ. Đang nhìn hết hợp đồng sau đó, phụ nữ viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, bất quá. Nàng tức thì bị Giang Sách danh tác cho cảm động đến rồi. 20 ức a, vì bảo hộ nhà của bọn hắn, Giang Sách ra 20 ức, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Giang tiên sinh, thật là làm cho ngài phá phí.
Vu nữ có chút ngượng ngùng nói rằng. Giang Sách hồi đáp, không tính là tiêu pha, ta làm chuyện này là vui vẻ, bảo hộ môi trường sinh thái không có gì không tốt. Hơn nữa, ta cũng không phải Bạch Bang vội vàng, ta còn cần bà ngài giúp ta cứu bằng hữu mệnh. Vu nữ đem hợp đồng trả lại cho Giang Sách, nói rằng, người đã đến giúp rồi ta, ta đây tự nhiên cũng có thể hồi báo ngươi. Đi thôi, chúng ta cùng đi Yến Thành, ta giúp ngươi cứu người. Thống khoái. Giang Sách cùng Vu nữ đồng thời phát ra tiếng cười sang sảng. Sau đó, Giang Sách cho Vu nữ mua vé máy bay, cùng đôi ngư cùng nhau, ba người cùng nhau về tới Yến Thành. Tại hạ máy bay thời điểm, Giang Sách cùng đôi ngư lựa chọn rời đi trước, làm cho Vu nữ một người ở phi trường chờ, bởi vì ở trên đường Giang Sách đã cùng Vu nữ nói xong, như thế này có người đặc biệt tiếp nàng. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Thân Cung Huân. Thân Cung Huân cùng với Triệu Rèn cùng đi đến rồi sân bay, đem Vu nữ cho đón đi. Giang Sách cho bọn hắn để lại tin tức, người này có thể trị hết tiểu mân, tiểu giao bệnh. Thân Cung Huân khi lấy được như vậy tin tức sau đó, nhưng thật ra là vô cùng hưng phấn, nếu quả như thật trị, vậy cũng không cần lại bị Niếp Thiên Kỳ cho nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng khi nhìn đến Vu nữ sau đó, Thân Cung Huân cảm giác có một chút không đáng tin cậy. Đầu tiên niên kỷ không nói, chỉ là cái này ngoại hình cũng rất kỳ quái, mặc áo quần lố lăng, nhưng lại mang theo các loại chai chai lọ lọ, giống như là bán thuốc giả bọn bịp bợm giang hồ. Xác định người như thế có thể chỉ thật tốt người sống đời sống thực vật. Nếu như không phải Giang Sách tự mình đề cử, Thân Cung Huân là căn bản sẽ không phản ứng Vu nữ. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có cái gì giao lưu, vẫn là Triệu Rèn cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ. Thỉnh thoảng cùng Vu nữ nói hai câu, khi hắn biết được Vu nữ là Miêu Cương người bên kia, cần cổ thuật tới trị liệu tiểu mân, tiểu giao sau đó, ngay cả Triệu Rèn đều có điểm không tin nàng. Thân Cung Huân càng là thở dài, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ngựa sống trở thành ngựa chết chữa bệnh a, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác có thể muốn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới vẽ còn tập đoàn. Thân Cung Huân mang theo Vu nữ về tới phòng làm việc của mình. Kế tiếp nàng muốn suy nghĩ một cái phi thường vấn đề mấu chốt, như thế nào đem tiểu giao, tiểu mân cho mang tới. Phải tránh khai Niếp Thiên Kỳ, không bị phát hiện mới có thể. Na Niếp Thiên Kỳ thật sự là quá cẩn thận rồi, hắn biết mình đã trở thành mục tiêu của người khác, lúc nào cũng có thể bị giết, duy nhất có thể bảo vệ hắn đúng là tiểu mân, tiểu giao hai người kia chất, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều nhìn. Mặc dù cho các nàng hai cái đều thi triển chiết cây thuật, đem các nàng đều biến thành người sống đời sống thực vật, Niếp Thiên Kỳ vẫn là không yên lòng, như trước 24 giờ xem đè nặng, không cho bất luận kẻ nào đụng vào. Cẩn thận như vậy cẩn thận, mặc dù là Thân Cung Huân mang đến Vu nữ, vậy cũng chẳng có tác dụng gì có. Ngay cả người không thấy được, lại muốn như thế nào mới có thể tiến hành trị liệu. Thân Cung Huân ở trong phòng đi qua đi lại, muốn thế nào mới có thể tránh khai Niếp Thiên Kỳ rồi. Chỉ còn lại có thời gian một ngày, phải gãi gãi chặt. Nàng suy nghĩ các loại các dạng biện pháp, đều cảm thấy không tốt lắm, có chút biện pháp thậm chí sẽ đánh cỏ kinh xà, làm cho Niếp Thiên Kỳ càng thêm cẩn thận kính thận. Nghĩ tới nghĩ lui, Thân Cung Huân cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt. Cuối cùng vẫn là Triệu Rèn động linh cơ một cái, nghĩ ra một cái so sánh tổn biện pháp. Dù sao hắn chính là nam nhân đều là hiểu rõ nam nhân. Triệu Rèn cười bỉ ổi nói rằng, Thân Phó Đồng, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không nếm thử. Thân Cung Huân hai mắt sáng ngời, nói nghe một chút. Triệu Rèn nói rằng, kỳ thực rất đơn giản, tìm hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh đi dẫn dắt rời đi Niếp Thiên Kỳ là được rồi. À, Thân Cung Huân sửng sốt một chút, đơn giản như vậy. Triệu Rèn nói rằng, Niếp Thiên Kỳ đây chính là một cái đồ háo sắc. Một ngày không động vào nữ nhân đều muốn sống muốn chết. Hai ngày này hắn vì mạng sống, đã thật lâu không có đụng nữ nhân, ước đoán đều nhanh muốn chết ngộp. Lúc này, nếu như chúng ta có thể chọn lựa ra vài cái phi thường yêu chất nữ sinh đi ra, Na Niếp Thiên Kỳ căn bản là gánh không được. Biện pháp này, thật đúng là có đủ chán ghét. Thân Cung Huân làm một nữ nhân, là phi thường chán ghét điểm này, bất quá nói đi nói lại thì, thời gian như thế chặt. Cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Được rồi, cứ dựa theo lời ngươi nói đi làm.
Triệu Rèn gật đầu, đi, ta ngay lập tức sẽ đi tìm vài cái cao chất lượng nữ sinh qua đây, cam đoan Niếp Thiên Kỳ căn bản gánh không được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bên trong phòng cũng chỉ còn lại có Thân Cung Huân cùng Vu Nữ hai người, bầu không khí trở nên càng thêm lúng túng. Thân Cung Huân nạo một cái quả táo đưa cho Vu Nữ, cũng không nói chuyện. Vu Nữ cũng không có chú ý, nhận lấy quả táo, cảm tạ. Vu Nữ nhưng thật ra không có ăn, mà là từ trên người gỡ xuống một cái bình nhỏ, sau khi mở ra, đem quả táo đặt ở miệng bình, sau đó liền thấy một cái ngũ thải ban lan rớt từ trong bình bò ra. A! À, Thân Cung Huân sợ hét sầm lên, rớt, rớt. Vu Nữ nhìn cũng không nhìn nàng, từ tốn nói, không cần kêu lớn tiếng như vậy, nó sẽ không tùy tiện cắn người. Chỉ thấy Na rớt một hớp nhỏ ăn quả táo tới. Chứng kiến Vu Nữ có thể tự do sai bảo rớt, Thân Cung Huân chỉ có hơi chút buông lỏng một chút, nhưng như trước bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng hỏi, bà, ngài mang một cái rớt ở trên người, vài cái ý tứ a? Vu Nữ vui vẻ, làm sao, Giang tiên sinh chưa cùng ngươi nói, cái này rớt đó là có thể cứu người then chốt sao? Thân Cung Huân lắc đầu. Vu Nữ tiếp tục nói, Miêu Cương cổ thuật, dựa vào là chính là chỗ này chút tiểu tử khả ái a, chờ đấy xem đi, hiện tại bọn tiểu tử ăn no no rồi, như thế này mới có khí lực trị bệnh cứu người. Thân Cung Huân biểu thị rất hoài nghi, giết không giết người coi như tốt, còn cứu người. Nàng nuốt nước miếng một cái, ta cũng đang mong đợi rồi. 5 giờ chiều nhiều, sắc trời đã có chút tối rồi, Niếp Thiên Kỳ uống một chén rượu, ăn hai cái đồ ăn, trong lòng cảm giác đổ đắc hoàng. Đã chừng mấy ngày không có đụng nữ nhân, hắn sắp không chịu nổi. Nhưng quay đầu nhìn bên trong phòng Tiểu Mân cùng Tiểu Giao, hắn lại mạnh mẽ nhịn được, chỉ cần đợi lát nữa một ngày, Thân Cung Huân sẽ trợ giúp hắn bỏ chạy nước ngoài, đến lúc đó lại hung hăng phát tiết một phen cũng không trễ. Không kém vào một ngày. Hắn lại rót đầy một chén rượu, nếu như có thể uống say lời nói, kỳ thực cũng tốt vô cùng, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lại càng không dùng giày vò. Nhưng ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị nâng cốc ly bưng lên thời điểm, một gã thủ hạ vội vã chạy vào, hưng cao thải liệt nói rằng, Nhiếp thầy thuốc, hàng tới rồi. Hay là hàng, kỳ thực chính là này cực kỳ đẹp đẽ, dùng để cung Niếp Thiên Kỳ vui đùa nữ nhân. Niếp Thiên Kỳ đối với mấy cái này nữ nhân vô cùng không tôn kính, căn bản là không có đem các nàng làm người xem, chẳng qua là khi làm dùng để phát tiết đồ chơi. Cho nên, ở Niếp Thiên Kỳ trong mắt, các nàng cũng chỉ là hàng mà thôi. Trước mắt tên này thủ hạ, chính là chuyên môn phụ trách cho Niếp Thiên Kỳ giao hàng người, mỗi một lần có sản phẩm mới tới, hắn cũng có hấp ta hấp tấp vội tới Niếp Thiên Kỳ tiễn tin tức. Đương nhiên, mỗi lần Niếp Thiên Kỳ đều sẽ ban cho hắn không ít tiền. Bình thường Niếp Thiên Kỳ là phi thường thích xem đến tên này thủ hạ chính là, bởi vì chứng kiến hắn liền ý nghĩa có mới hàng đến rồi, có thể hảo hảo thả lỏng hưởng thụ một phen. Thế nhưng ngày hôm nay lại bất đồng. Niếp Thiên Kỳ ánh mắt trong hiện lên một đạo vẻ hưng phấn, sau đó liền có chút hiên. Bởi vì hắn biết mình trạng huống trước mắt, đây chính là một chút xíu cũng không thể khinh thường, tuyệt đối không thể vào lúc này đụng nữ nhân, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Niếp Thiên Kỳ bưng ly rượu lên nhấp một miếng, nói rằng, quên đi, chuyện này không liên quan gì tới ta. Không quan hệ. Thủ hạ kia hai con mắt trừng thật to, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bình thường chính mình vừa nói lời này, Niếp Thiên Kỳ đều sẽ không kịp chờ đợi chạy đi nếm thử, làm sao ngày hôm nay lại như vậy dị thường. Cư nhiên có thể ngồi vững Thái Sơn. Thủ hạ còn nói thêm, Niếp thầy thuốc, hôm nay tới nhóm này hàng thật phi thường ưu tú, trong đó còn có hai cái nữ nhân sinh viên, không riêng vóc người xinh đẹp, nhưng lại một bộ xấu hổ bộ dạng, trình độ văn hóa cũng rất cao. Vậy ngài xác định không nhìn tới vừa nhìn sao? Đi theo Niếp Thiên Kỳ bên người lâu như vậy, hắn đối với Niếp Thiên Kỳ yêu thích đó là nhất thanh nhị sở. Niếp Thiên Kỳ bởi vì mình tương đối tục tằng, cho nên đối với này cao thượng, có văn hóa nữ nhân sinh viên là phi thường ước mơ, hắn tốt nhất chính là chỗ này một ngụm. Mấy câu nói đó giống như là từng con kiến, ở Niếp Thiên Kỳ buồng tim leo lên a bỏ a, bắt hắn cho khó chịu. A. Hắn cắn răng, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Thủ hạ cười ha hả nói, Nhiếp thầy thuốc, ngài nếu như thân thể không được, vậy coi như,
một nhóm hàng này chúng ta dưới đáy các huynh đệ liền tự hành tiêu hóa. Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt? Cái này kêu là lạt mềm buộc chặt. Lời này thật là đủ âm trầm độc, có người nam nhân nào biết thừa nhận mình thân thể không được. Huống chi, Niếp Thiên Kỳ thân thể hoàn toàn là được. Hơn nữa, tốt như vậy hàng, Niếp Thiên Kỳ chính mình không nếm được, thuộc hạ nhân thì lấy đi phân. Thật sự là buồn cười. Loại này nhìn người khác ăn bữa tiệc lớn tâm tình, là một người liền không thể nhẫn. Cuối cùng, Niếp Thiên Kỳ hung hăng vỗ bàn một cái, đằng một cái liền đứng lên, các người đám cẩu nô tài này, cả ngày muốn dám ăn. Niếp Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua bị còng tay, xiềng chân cho trói buộc chặt Tiểu Giao cùng Tiểu Mân, biết hai người bọn họ khẳng định chạy không thoát. Mặt khác, hai người bọn họ đều đã bị thi triển chiết cây thuật, đều trở thành người sống đời sống thực vật. Cho dù có người đem các nàng cứu đi thì như thế nào? Còn chưa phải là tươi sống chờ chết. Trên cái thế giới này có thể chỉ có Giang Sách có thể cứu các nàng a. Nhưng vấn đề là, Giang Sách tại sao muốn cứu địch nhân? Hơn nữa, Giang Sách ở trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể đã nghĩ ra giải cứu biện pháp? Càng nghĩ, Niếp Thiên Kỳ cười ha ha, lẩm bẩm, ta thực sự là cẩn thận hơi quá, hai nha đầu này sang đều như vậy. Còn có cái gì có thể lo lắng? Hắn vung tay lên, đi, để ra đi nếm thử mới tới nhóm này hàng có bao nhiêu ngọt. Thủ hạ kia còn dự định cùng theo một lúc đi, Niếp Thiên Kỳ tự tay ngăn cản hắn, nói rằng, ngươi lưu lại, cho ta yên lành nhìn hai nha đầu này sang, ai tới cũng không chuẩn tới gần nửa bước. Thủ hạ kia vẻ mặt đau khổ nói rằng, Niếp thầy thuốc, ta cũng muốn phân ly canh uống một chút, đừng làm cho ta lưu lại xem người có được hay không. Niếp Thiên Kỳ liệt rồi hắn liếc mắt, nói rằng, đừng nói nhảm. Chờ ta ăn xong rồi, tự nhiên sẽ trở về cho ngươi đi ăn canh, có cái gì tốt nóng này. Hiện tại ngươi phải làm, chính là ngoan ngoãn lưu lại, cho ta đem người cho nhìn kỹ. Nói xong, Niếp Thiên Kỳ vén tay áo lên, không kịp chờ đợi nhìn mới nhất một nhóm hàng dáng dấp ra sao. Vừa đi vừa chạy. Trên đường, Niếp Thiên Kỳ thèm nước bọt đều rớt đầy đất. Tiểu mỹ nhân. Nóng lòng chờ a. Ra ta tới rồi. Bên này Niếp Thiên Kỳ vừa ly khai không đến một min, vài cái thân ảnh xuất hiện ở cửa, dẫn đầu chính là Thân Cung Huân, Triệu Rèn cùng Vu Nữ thì đi theo Thân Cung Huân phía sau. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp hướng phía bên trong cánh cửa đi tới. Vậy lưu xuống tới trông coi chính là thủ hạ Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, lập tức ngăn lại đại môn, nói rằng, thân phó đồng, Niếp thầy thuốc bây giờ không có ở đây bên trong phòng. Ngài mời trở về đi. Thân Cung Huân nhướng mày, người đây là đang oanh ta đi sao? Thủ hạ sợ đến nhanh lên quỳ xuống, thân phó đồng ngài không nên làm khó ta, Niếp thầy thuốc thông báo, hắn không có ở đây thời điểm ai tới cũng không để cho vào, ta. Không đợi hắn nói xong, Triệu Rèn đi tới một bả níu lấy hắn cần cổ, quát, ngươi một cái cẩu nô tài thật là ngu được có thể, vẽ còn tập đoàn là họ Niếp vẫn là họ thân a. Ngươi cư nhiên dùng Niếp Thiên Kỳ tới dọa thân phó đồng. Vô liêm sỉ. Nói, hắn giơ lên một cước liền đem thủ hạ kia cho đạp bay đi ra ngoài xa hơn 3 mét, đau thủ hạ kia lăn lộn đầy đất, bò đều không bò dậy nổi. Sau đó, Thân Cung Huân ba người đi vào phòng bên trong, đồng thời để lại bảo tiêu giữ cửa cho giữ được. Ai cũng đừng nghĩ đi vào nữa. Bọn họ đi tới Tiểu Giao cùng Tiểu Mân trước người, Triệu Rèn lấy chìa khóa ra. Giúp các nàng hai cái đem còng tay theo hầu lưu toàn bộ đều mở ra, sau đó làm cho các nàng hai chân khoanh lại ngồi dưới đất. Triệu Rèn nhìn về phía một bên Vu Nữ, rất khách khí nói, bà, kế tiếp thì nhìn ngài. Vu Nữ cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đi ra phía trước. Nàng đầu tiên là đi tới Tiểu Giao bên người, kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó làm cho Tiểu Giao nằm xuống, lại mở ra chính mình mang tới một cái hộp, bên trong toàn bộ đều là con đỉa. Sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Vu Nữ từng cái đem con đỉa đem ra, bày ở Tiểu Giao sau lưng của trên, tràn đầy, toàn bộ phía sau lưng đều là con đỉa. Tiếp lấy, nàng đối với Tiểu Mân cũng tiến hành rồi giống nhau thao tác. Một màn này người xem nổi da gà rớt đầy đất. Thân Cung Huân trực tiếp quay mặt đi không dám nhìn, như vậy cứu người phương pháp, nói thật, nàng đời này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đại khái 10 min sau, con đỉa đều ăn cố gắng ăn no. Vu Nữ đem tất cả con đỉa đều thu hồi lại,
sau đó lấy ra một ít thảo dược ở hai nữ sinh sau lưng của trên đắp dưới, lại để cho Triệu Rèn chuẩn bị hai chén nước trong, dùng nước trong rót thuốc, phân biệt làm cho hai nữ sinh uống xong. Tiếp theo, chính là đáng sợ kia ngũ thải ban lan giết rồi. Làm vu nữ xuất ra cái kia bình nhỏ thời điểm, Thân Cung Huân cũng đã biết bên trong là cái gì, dù sao mới vừa không lâu sau, nàng chỉ có ở trong phòng làm việc thấy qua, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Thân Cung Huân sắc mặt thay đổi liên tục, nhắc nhở hai nữ sinh, Tiểu Mân, Tiểu Giao, hai người các ngươi đem con mắt cho nhắm lại. Hai nữ sinh không rõ vì sao, nhưng vẫn là rất nghe lời nhắm hai mắt lại. Nếu như không làm như vậy lời nói, Thân Cung Huân sợ rét lấy ra một khắc kia, hai nữ sinh sẽ trực tiếp sợ đã hôn mê. Theo sát mà, vu nữ đem rét lấy ra. Khi nhìn đến con rít một khắc kia, đừng nói là Thân Cung Sông, ngay cả Triệu Rèn đều hách liễu nhất đại khiêu, lớn như vậy rét, hắn thật sự chính là lần đầu tiên chứng kiến. Hơn nữa, nhan sắc càng là tươi đẹp rét, độc kia tính lại càng cường. Xem con Ngô Công này, to con, trên người ngũ thải ban lan. Liền cùng thải hồng giống nhau, dùng chân để trần ngẫm lại cũng biết, độc kia tính nhất định là không gì sánh được mạnh. Đây nếu là bị cắn một cái, không chết cũng bại liệt a. Thân Cung Huân cùng Triệu Rèn hai người đồng thời theo bản năng lui về sau một bước, hai người cũng không dám tới gần quá con Ngô Công kia, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liên lụy đến chính mình. Phụ nữ nhưng thật ra tuyệt không cho rằng ý, nàng cùng con Ngô Công này đã chung sống gần 10 năm. Đã sớm bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm. Lại nói tiếp, phụ nữ cảm giác rét nếu so với nhân loại càng thêm an toàn. Bởi vì rét vĩnh viễn sẽ không nín hư muốn hại ngươi. Một màn kế tiếp màn thao tác, đó là tuyệt đối dao động lòng người động, phụ nữ thi triển ra cổ thuật, làm cho Thân Cung Huân cảm thấy xem thế là đủ rồi, đó là chưa từng có thấy qua cao siêu y thuật. Hiện tại Thân Cung Huân mới rốt cục bội phục bắt đầu phụ nữ. Vì mình phía trước các loại không lễ phép cảm thấy mặt đỏ. Có đôi lời nói đúng, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng a. Đừng xem vu nữ có vừa già lại xấu, mặc còn áo quần lố lăng, một bộ bọn bịp bợm giang hồ dáng dấp, nhưng nhân ra ngay cả có bản lĩnh thật sự. Toàn bộ trị liệu quá trình tổng cộng hao phí xấp xỉ một giờ. Dù sao nhân loại không phải tiểu bạch thỏ, thì triển ra phải làm phiền hơn. Hơn nữa còn là hai người. Một lần này trị liệu, nhưng làm vu nữ cho mệt muốn chết rồi. Đến khi toàn bộ đều thao tác xong thời điểm, vu nữ xoa xoa mồ hôi trán, nói rằng, có thể, hai người bọn họ ở trong thân thể độc tố đều đã dọn dẹp sạch sẽ, chiết cây thuật đã không có tác dụng. Lại dựa theo thuốc của ta uống một tuần lễ, liền khẳng định có thể khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này muốn ăn thanh đạm một chút, không thể quá hơn quá giàu. Bất quá vẫn là phải có nhất định dinh dưỡng. Đơn giản nói vài câu, phụ nữ gõ một cái mình lão thắt lưng, mệt mỏi không được. Thân Cung Huân nhiều lần cảm tạ, sau đó nhìn tỉ muội tốt của mình. Quả nhiên, Tiểu Mân cùng Tiểu Giao trên người đóa hoa đều đã biến mất không thấy, da bắt đầu một chút xíu khôi phục bình thường, đáng quý hơn chính là, hai người bọn họ tinh khí thần đều trở về. Ba nữ nhân kích động ôm nhau. Không dễ dàng a. Nhưng ngay khi các nàng vừa mới thu được vui sướng thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến na quen thuộc thêm làm người ta chán ghét thanh âm. Chuyện gì xảy ra, ai cho phép các ngươi tiến nhập phòng ta? Cho ra cút ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, cái thanh âm này chính là cái kia chết tiệt Niếp Thiên Kỳ vọng lại. Hắn đã chơi xong hàng mới, sợ nơi đây sẽ xảy ra chuyện, cho nên đưa lên quần liền chạy về, kết quả khẩn cản mạn cản. Sau khi trở về vẫn là phát hiện đã xảy ra chuyện. Làm Niếp Thiên Kỳ chứng kiến đứng ở cửa mấy người hộ vệ kia thời điểm, liền ý thức được không được bình thường. Hắn trực tiếp đem cửa bảo tiêu cho đẩy ra, một bước đi liền vào phòng, khi nhìn đến bên trong phòng người nhiều như vậy sau đó, cả người cũng không tốt. Niếp Thiên Kỳ chỉ vào Thân Cung Huân mũi nói rằng, thân phó đồng, ngươi lén lút đi tới phòng của ta làm cái gì? Ai cho phép ngươi vào được? Hắn chính là bị buộc nóng nảy, cũng đã gần muốn quên chính mình thân phận gì. Thân Cung Huân nhưng thật ra cũng không ở ý, đối phương càng là thất thố, vậy lại càng là nói rõ hắn đã triệt để luống cuống. Nàng nói rằng, thật ngại quá a Nhiếp thầy thuốc, ta thật sự là quá nhớ niệm tình ta hai cái hảo tỉ muội rồi, cho nên cũng không có tới kịp thông chi ngươi một tiếng,
cứ tới đây cùng tỉ muội đoàn tụ. Nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là cố ý đem Niếp Thiên Kỳ cho điệu hổ ly sơn, sau đó len lén cùng Tiểu Giao, Tiểu Mân tiếp xúc. Niếp Thiên Kỳ lạnh lùng nói rằng, thân phó đồng, ta hy vọng ngươi có thể biết chuyện nặng nhẹ. Nếu như ngươi lại loạn như vậy tới, cẩn thận ta. Hắn lúc đầu muốn hù dọa một chút thân cung huân, nói về sau sẽ không quản hai nữ nhân kia, làm cho các nàng tự sinh tự diệt. Nhưng lời mới vừa đến miệng bên, hắn liền nuốt trở vào. Bởi vì, Niếp Thiên Kỳ kinh ngạc phát hiện Tiểu Giao cùng Tiểu Mân chẳng những buông lỏng tay còng, xiềng chân, hơn nữa trên người hoa cũng đều đã không có, hai người bọn họ hoàn toàn khôi phục bình thường. Điều này sao có thể? Niếp Thiên Kỳ kinh ngạc vạn phần, nói thật ra, chính hắn đều làm không được điểm này, chiết cây thuật cứ như vậy bị giải trừ. Niếp Thiên Kỳ mình cũng không có nghiên cứu ra được giải trừ biện pháp, thân cung huân là thế nào làm được. Luống cuống, hắn triệt để luống cuống. Phải biết rằng, Tiểu Giao cùng Tiểu Mân là Niếp Thiên Kỳ áp chế thân cung huân duy nhất lợi thế, hiện tại hai cái này lợi thế mất tích, hắn liền triệt để đã không có cùng thân cung huân đàm phán tư cách. Quả nhiên, thân cung huân cười híp mắt nói rằng, mấy ngày nay làm phiền Nhiếp thầy thuốc đối với ta hai cái hảo tỉ muội chiếu cố rồi, hiện tại các nàng đều đã khôi phục bình thường, liền không nữa làm phiền Nhiếp thầy thuốc ngài, mời. Mỗi một câu đều nói phi thường dễ nghe, nhưng mỗi một chữ cũng làm cho Niếp Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng ghim tâm. Cứ như vậy đem hai nữ nhân cho mang đi. Mang đi Tiểu Giao cùng Tiểu Mân, Niếp Thiên Kỳ liền triệt để đã không có phòng thân vật, về sau nếu là có người muốn đối phó hắn. Hắn có thể làm sao bây giờ? Kỳ thực rất muốn đối phó hắn, không là người khác, chính là thân cung huân. Điểm này, Niếp Thiên Kỳ chính hắn là rõ ràng. Không được, người không thể đem người cho mang đi. Niếp Thiên Kỳ đưa hai tay ra che ở cửa, ý đồ ngăn cản thân cung huân ly khai, nhưng hắn tay chân lèo khèo, làm sao có thể ngăn được người? Na Triệu Rèn đi lên một bả bấm lên bờ vai của hắn, một cái đem hắn gắt gao bấm trên tường. Làm sao dẫy dụa đều là phí công. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn thân cung huân đem Tiểu Giao, Tiểu Mân từ bên trong phòng của mình mang đi. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì. Triệu Rèn cười ha hả nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Niếp Thiên Kỳ, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, kế tiếp ngươi sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là địa ngục. Những lời này, xem như là đối với Niếp Thiên Kỳ đe dọa. Làm cho Niếp Thiên Kỳ biết thân cung huân muốn bắt đầu triển khai trả thù. Nói xong, hắn buông lỏng ra Niếp Thiên Kỳ, bước nhanh đuổi kịp thân cung huân bọn họ, vội vã rời đi. Nhìn thân cung huân, Triệu Rèn bọn họ rời đi bóng lưng, Niếp Thiên Kỳ nằm trên đất, sợ đến toàn thân run. Làm sao có thể không sợ rồi? Hắn cùng thân cung huân giữa mâu thuẫn, đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày, có thể nói, chỉ cần điều kiện cho phép. Na thân cung huân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể giết chết chính mình, không mang theo do dự. Trước đây có lão thiên tôn cùng tiếu canh che chở, Niếp Thiên Kỳ có thể vì sở dục vì, căn bản cũng không có nửa phần ý thức nguy cơ, nhưng bây giờ không được. Tiếu canh chết, lão thiên tôn lại cả ngày hồn hồn ngạc ngạc. Vẽ còn tập đoàn thực tế trưởng khống người kỳ thực đã biến thành thân cung huân, dưới tình huống như vậy, Niếp Thiên Kỳ như thế nào khả năng thắng được? Mất đi Tiểu Mân cùng Tiểu Giao, liền mất đi bùa hộ mệnh. Về sau Niếp Thiên Kỳ sợ là ngay cả bước đi cũng sẽ không an toàn. Ghê tởm. Hắn hung hăng xong quyền đập mà, sau đó cho mình một cái lỗ tai to thiếp mời. Hận a, thật sự rất tốt hận a, nếu như hắn không có háo sắc như vậy lời nói, cũng sẽ không rơi vào ngày hôm nay nông nỗi này. Hắn đã nói làm sao đúng lúc như vậy, ngày hôm nay biết đưa tới nhiều như vậy yêu chất nữ nhân. Thì ra đều là thân cung huân bảy bộ nhi. Chuyện cho tới bây giờ, như thế nào đi nữa hối hận cũng không tế với sự tình, Niếp Thiên Kỳ ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, suy nghĩ làm như thế nào giữ được tánh mạng. Đi tìm lão thiên tôn. Không thực tế. Niếp Thiên Kỳ ở thăng cấp phệ tâm thất lạc thất bại sau, hầu như liền mất đi giới trị lợi dụng, lão thiên tôn không có diệt trừ hắn coi như khách khí, như thế nào lại hao tâm nghĩ bảo hộ hắn. Ngoại trừ lão thiên tôn, còn có ai có thể cùng thân cung huân đối kháng, đồng thời nguyện ý bảo vệ mình đâu. Càng nghĩ, cuối cùng, Niếp Thiên Kỳ trong đầu toát ra một cái tên Giang Sách. Niếp Thiên Kỳ đằng một cái liền từ trên mặt đất chui lên, cười ha hả nói, đúng vậy, ta làm sao như vậy hồ đồ,
cư nhiên đem mình tốt sư đệ đều quên hết. Luận năng lực, luận thủ đoạn, Giang Sách so với Thân Cung Huân chắc chắn mạnh hơn, dù sao cũng là Giang Sách đem Lão Thiên Tôn bức cho tới bây giờ nông nỗi này. Hơn nữa, bất kể nói thế nào Niếp Thiên Kỳ cùng Giang Sách đều là Trần Lão đồ đệ, có tình đồng môn. Tin tưởng Giang Sách vẫn là nguyện ý tiếp thu chính mình cải tà quy chính A. Coi như, kỳ thực Niếp Thiên Kỳ cùng Giang Sách trong lúc đó dường như cũng không có thâm cừu đại hận gì, trước sẽ đối với Lập, hoàn toàn chỉ là bởi vì Niếp Thiên Kỳ trợ giúp Lão Thiên Tôn làm việc mà thôi. Chỉ cần về sau Niếp Thiên Kỳ cùng Lão Thiên Tôn phân rõ giới hạn, vậy không có thể vùi đầu vào Giang Sách trong trận doanh đi. Tin tưởng Giang Sách tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình xin vào. Càng nghĩ càng thấy phải cao hứng. Niếp Thiên Kỳ cắn răng nói rằng, Thân Cung Huân, đây chính là ngươi buộc ta. Ngươi chờ ta gia nhập vào Giang Sách trong trận doanh, ta sẽ dẫn người trở về đem các ngươi vẽ còn tập đoàn từ trên xuống dưới toàn bộ đều tiêu diệt. Hạ quyết tâm sau đó, Niếp Thiên Kỳ nhanh lên thu thập một chút đồ đạc, sau đó lặng lẽ từ vẽ còn tập đoàn trốn, kêu một chiếc xe taxi, chạy đi Giang Sách thực tiệm thuốc. Hắn cho rằng làm rất hoàn mỹ, nhưng mà đây hết thảy sớm đã bị Thân Cung Huân cho nhìn ở trong mắt. Thân phó đồng, hắn quả nhiên với người đoán giống nhau, đi tìm Giang Sách rồi. Triệu Rèn vui vẻ nói rằng, đó là tự nhiên, đến trình độ này, hắn đã không có những người khác có thể bỏ cho lại gần. Thân Cung Huân khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác, tiếp tục nói, chỉ là thằng ngu này không biết, hắn đi tìm Giang Sách chẳng những phải không đến trợ giúp, ngược lại sẽ nhảy vào càng thêm nóng bỏng hố lửa. Thân Cung Huân đã sớm cùng Giang Sách liên thủ lại rồi, Niếp Thiên Kỳ đi tìm Giang Sách tìm kiếm trợ giúp, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sáng sớm, thực tiệm thuốc mở rộng cửa việc buôn bán, tới người khách đầu tiên chính là Niếp Thiên Kỳ. Giang Sách mệt mỏi nhiều ngày như vậy, thật vất vả có cơ hội có thể ngủ nướng, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, kết quả là có người chạy lên lầu gõ cửa, lớn tiếng nói, lão bản, ngài sư huynh tới. Sư huynh, đây là một cái phi thường xa lạ từ ngữ, Giang Sách trong khoảng thời gian ngắn thậm chí cũng không có phản ứng kịp, làm sao lại toát ra người sư huynh tới. Chờ hắn nhu liễu nhu hai mắt, từ trong ngủ mơ tỉnh hồn lại thời điểm, mới nhớ là chuyện gì xảy ra. Sư huynh, ha ha. Giang Sách cười khổ lắc đầu, rời giường mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong tất, sau đó đẩy cửa ra đi xuống lầu. Ở lầu một, hắn gặp được người sư huynh kia. Giang Sách nghiêm mặt ngồi xuống, cũng không nói chuyện, chờ đấy đối phương mở miệng. Quả nhiên, Niếp Thiên Kỳ cười ha hả chủ động mở miệng nói, sư đệ. Người gần đây vừa vặn a. Đây thật là xấu hổ tới cực điểm ngôn ngữ. Thuần túy là một thoại hoa thoại nói. Giang Sách bị xấu hổ đến không được, giơ tay lên ý bảo hắn câm miệng, sau đó nói, không cần theo ta lôi kéo làm quen, người sớm đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, người ta không có nửa phần tình đồng môn. Câu nói đầu tiên đem Niếp Thiên Kỳ đường lấp kín. Đổi thành từ trước, lấy tính tình của hắn, đã sớm vỗ bàn, đoán cái ghế, bỏ gánh rời đi. Nhưng ngày hôm nay không có. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, ai, người ta đều là Trần lão đồ đệ, ta so với người trước nhập môn mấy năm, phần này tình đồng môn vẫn phải có. Giang Sách đã sắp chịu không nổi hắn, đừng nói những thứ này khiến người ta rơi nổi ra gà lời của, một buổi sáng sớm ngươi liền tới tìm ta, có chuyện gì liền trực tiếp nói, ta hiện tại có điểm khốn, còn muốn ngủ cái hồi lung giác. Niếp Thiên Kỳ nói rằng, là như thế này, Giang sư đệ A, sư huynh ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, tranh kia thượng tập đoàn chính là một cái vampire công ty, lão thiên tôn chính là một không chuyện ác nào không làm vương bát đản. Sư huynh ta giúp hắn làm việc, đó không phải là trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy sao. Cái này không đi, sư huynh ta là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, có đạo đức cảm người, kiên quyết không thể làm như vậy. Lúc nói lời này, hắn là không có chút nào mặt đỏ. Cũng chính là Giang Sách tương đối trầm ổn, đổi lại một người khác lời nói, đã sớm cười không được. Niếp Thiên Kỳ tiếp tục nói, ta đã nghĩ xong, từ hôm nay trở đi, triệt để cùng Lão Thiên Tôn phân rõ giới hạn, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng sư đệ ngươi cùng nhau bảo vệ Yến Thành, đem Lão Thiên Tôn tên khốn kiếp này đưa vào ngục giam. Lời nói này nói được kêu là một cái rõng rạc, không biết. Thật vẫn cho rằng Niếp Thiên Kỳ là một cái bao nhiêu người vĩ đại.
Tinh xảo như vậy kỹ xảo, không đi cạnh tranh Oscar, thật là quá đáng tiếc. Nhưng mà, Niếp Thiên Kỳ thật là xem nhẹ Giang Sách rồi. Nếu như nói Niếp Thiên Kỳ kỹ xảo có thể cạnh tranh Oscar lời nói, na Giang Sách kỹ xảo liền cũng đủ đi Oscar đảm nhiệm bình ủy. Đều là cáo già, người nào lại sẽ thua người nào? Giang Sách trên mặt của căn bản cũng không có nửa phần biểu tình, mặc kệ đối phương nói nhiều kiểu kích động, biết bao dõng dạc, Giang Sách giống như không nghe thấy, tự mình uống trà. Đến khi Niếp Thiên Kỳ phát biểu xong cảm khái sau đó, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Giang Sách căn bản cũng không vì sở động, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn tằng hắng một cái, mạnh mẽ hỏi, sư đệ, người ý tưởng gì a? Giang Sách nhấp một ngụm trà, bình thản nói rằng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính, đây đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng, ta cũng không tin tưởng ngươi lời nói. Ngạch, Niếp Thiên Kỳ nhức đầu rất, hỏi, sư đệ ngươi là không tin quyết tâm của ta sao? Giang Sách gật đầu, đừng nói lòng ta ngoan, ở nơi này đạo nhi lăn lộn trên, không phải lòng dạ ác độc một điểm, cẩn thận một điểm, chỉ sợ sẽ chết rất là thảm. Niếp Thiên Kỳ, bất kể nói thế nào, người đều ở đây lão thiên tôn tay dưới làm rất nhiều năm, nhưng lại thâm thụ coi trọng. Hiện tại người đột nhiên đã chạy tới nói với ta, người không muốn cùng lão thiên tôn rồi, muốn theo ta rồi, xin lỗi, ta thực sự rất khó tin tưởng ngươi. Ai dám cam đoan ngươi không phải lão thiên tôn an bài vào nằm vùng đâu. Lời này xem như là đem Niếp Thiên Kỳ bước cho trên tuyệt lộ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nào có dễ dàng như vậy đã bị tiếp thu đâu. Niếp Thiên Kỳ vỗ bộ ngực nói rằng, Giang sư đệ, ta là thật tình thành ý muốn với ngươi làm một trận một sự nghiệp lẫy lừng, xin ngươi tin tưởng ta. Làm sự nghiệp? Ha ha, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, cam đoan hắn không bị thân cung huân cho xử lý xong mà thôi. Giang Sách biết bao khôn khéo, có thể bị hắn lời này cho lừa gạt. Trầm mặc khoảng khắc, Giang Sách không nhanh không chậm nói, nếu như hoàn toàn cự tuyệt lời của ngươi, không khỏi bất cận nhân tình, nhưng muốn ta một cái liền tiếp thu ngươi, lại có vẻ quá mức lỗ mãng. Như vậy đi, Niếp Thiên Kỳ, ngươi giao một phần đầu danh trạng đi lên, ngươi làm xong rồi, ta liền tiếp thu ngươi. Đầu danh trạng, cái này, Niếp Thiên Kỳ vẻ mặt mộng bức, nói rằng, Giang sư đệ, ngươi chẳng lẽ muốn ta đi đem lão thiên tôn giải quyết rơi à? Ta, làm không được à, không phải ta không muốn làm, mà là năng lực hữu hạn. Giang Sách nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Như vậy đi, ta biết Hậu Thiên Vẽ Thượng tập đoàn có một phần vô cùng trọng yếu cơ mật trọng yếu văn kiện, ngươi nếu có thể trở lại Vẽ Thượng tập đoàn, đem phần văn kiện này cho công bố ra ngoài, phỏng đoán cẩn thận sẽ làm Vẽ Thượng tập đoàn tổn thất trên 10 tỷ, ta đây liền tiếp thu ngươi. Yêu cầu này kỳ thực cũng không đơn giản. Trọng yếu như vậy văn kiện cơ mật, hắn như thế nào khả năng đơn giản đụng vào đến? Bình thường Niếp Thiên Kỳ cũng không lớn khả năng có cái gì cơ hội, huống chi là bây giờ khẩn trương như vậy cục diện phía dưới. Niếp Thiên Kỳ muốn cự tuyệt, thế nhưng vừa chạm vào đụng tới Giang Sách ánh mắt, hắn liền ngậm miệng. Nếu như cự tuyệt phần này đầu danh trạng, như vậy Niếp Thiên Kỳ liền triệt để không có khả năng gia nhập vào Giang Sách trong trận doanh, không có Giang Sách bảo hộ, Niếp Thiên Kỳ căn bản là trốn không thoát thân cung huân tay lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu hít thở sâu một hơi, nói rằng, tốt. Cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem văn kiện cơ mật cho tiết lộ ra ngoài, cho ngươi một phần hài lòng đầu danh trạng. Giang Sách nở nụ cười, ta đây sẽ chờ đối đãi ngươi tốt tin tức, tới, ta lấy trà thay rượu, chúc ngươi chiến thắng trở về mà về. Hai người bọn họ giơ lên chén trà, uống một hớp. Sau đó, Niếp Thiên Kỳ xoay người ly khai, khứ thủ hắn đầu danh trạng. Lúc này đây hắn là thực sự quyết tâm muốn cùng lão thiên tôn phân rõ quan hệ, chỉ cần vùi đầu vào Giang Sách trận doanh, về sau xem ai còn có thể cử động hắn. Nghĩ rất tốt, đáng tiếc, Niếp Thiên Kỳ vẫn là nhìn không thấu Giang Sách tâm tư. Đôi ngư đã đi tới, đối với Giang Sách nói rằng, thống suất, ngươi thực sự dự định thu lưu cái này nhân loại cặn bã sao? Ta xem hắn căn bản cũng không phải là bỏ gian tà theo chính nghĩa, căn bản là sợ chết. Muốn ở ta cái này trốn đi làm tôn tử. Giang Sách gật đầu, ta biết. Biết còn làm cho hắn đi cầm đầu danh trạng. Đôi ngư biểu thị phi thường không hiểu. Đó không phải là đầu danh trạng. Giang Sách lại uống một ly trà,
khẽ cười một tiếng, nói rằng, đó là sẽ làm hắn dâng mạng hố lửa. Nhiếp Thiên Kỳ về tới vẽ thượng tập đoàn, về tới phòng làm việc của mình. Hắn hít thở sâu một hơi, không có gấp động thủ, mà là trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại, tế tế suy nghĩ nên như thế nào đi lấy đến đầu danh trạng. Đầu tiên, Na Văn Kiện cơ mật là trưởng khống đang vẽ thượng tập đoàn khoa nghiên bộ chủ nhiệm Ngụy Hải trong tay. Muốn lấy được văn kiện cơ mật, phải đả thông Ngụy Hải tầng quan hệ này. Ngụy Hải. Nhiếp Thiên Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Ngụy Hải bộ dạng. Đây là một cái vẻ mặt đại hồ tử, tính cách có điểm thô bỉ nam nhân. Ngụy Hải cùng Nhiếp Thiên Kỳ giống nhau, cũng đều là tốt sắc chi đồ, đã từng thật nhiều lần hướng Nhiếp Thiên Kỳ lấy lòng, muốn từ Nhiếp Thiên Kỳ nơi đây chia một chén súp, cũng muốn nếm thử này cô gái tuổi thanh xuân mùi vị. Còn có một chút, cái này Ngụy Hải còn thích đổ cầu. Tuy là hắn tiền lương rất cao, thế nhưng căn bản không chịu nổi hắn làm càn rỡ, bên ngoài thiếu đặt mông khoản nợ, nếu như không phải là bởi vì hắn ở nghiên cứu khoa học phương diện quả thật có bản lĩnh thật sự, lão thiên tôn đã sớm muốn đem loại rác dưới này cho đuổi đi. Tiền, nữ nhân, có nhu cầu là tốt rồi a, sợ là sợ cái loại này cái gì nhu cầu cũng không có người. Nhiếp Thiên Kỳ vỗ tay phát ra tiếng, gọi tới một gã thủ hạ, nói rằng, đi, đem khoa nghiên bộ chủ nhiệm Ngụy Hải tìm cho ta tới. Là, thủ hạ sau khi rời khỏi, đại khái 10 min võ thuật, Ngụy Hải đã tới rồi. Đối với một cái cả ngày bận về việc, nghiên cứu khoa học công tác người, thời gian ngắn như vậy là có thể chạy tới, đó là tuyệt đối nhanh, coi như là lão thiên tôn tìm hắn cũng bất quá cứ như vậy dáng dấp thời gian. Đủ để nhìn ra Ngụy Hải đối với Nhiếp Thiên Kỳ có bao nhiêu lưu ý. Nói đúng ra, là đúng Nhiếp Thiên Kỳ trong tay nữ nhân để ý. Ngụy Hải cười ha hả đi tới hỏi, Nhiếp thầy thuốc, ngày hôm nay làm sao tâm tình tốt như vậy, nhớ tới tìm ta rồi nha. Nhiếp Thiên Kỳ nhu liễu nhu đầu, cố ý làm ra một bộ hình như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, thì thào nói rằng, Ngụy Hải a, ta nhớ được ngươi lần trước giường như nói với ta. Yêu thích ta nơi này một cô nương, tên gì Tiểu Đường a vẫn là Tiểu Dương gì gì đó. Là Tiểu Hương, Ngụy Hải liếm môi một cái. A hát, đối với, chính là Tiểu Hương. Nhiếp Thiên Kỳ tiếp tục nói, cái gọi là quân tử giúp người thành đạt, người đã như thế thích, ân, vậy thì đưa cho người đã khỏe. Ngụy Hải kích động trong mắt đều phải nhảy ra ngoài, thật vậy chăng? Nhiếp thầy thuốc, ngài thực sự nguyện ý đem Tiểu Hương đưa cho ta. Hắn chính là thèm Tiểu Hương rất lâu rồi, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ tới Tiểu Hương. Lúc này thực sự là kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiếp thầy thuốc, ngài thực sự là hùng hồn phóng khoáng, tựu như cùng chiếu khắp thế giới Thái Dương thông thường, quang mang bắn ra bốn phía. Nhiếp Thiên Kỳ khoát tay áo, dừng một chút đình, không muốn nói này chán ghét, người cái này công phu nịnh hót thật là có quá kém. Nói. Hắn đem một khối bài tử ném cho Ngụy Hải. Cầm khối này bài tử, người có thể đem Tiểu Hương cho mang đi, hảo hảo hưởng dụng đi thôi. Người nên nắm chặt tốt thời gian, nói không chừng từ lúc nào ta sẽ đem Tiểu Hương cấp cho mình trở về. Ngụy Hải nhanh lên qua đây nhặt lên tấm bảng gỗ, đa tạ Nhiếp thầy thuốc yêu ái, đa tạ, đa tạ. Nói xong, hắn kích động xoay người chạy, rất sợ Nhiếp Thiên Kỳ sẽ cải biến tâm ý. Đem Na tấm bảng gỗ lại lần nữa cấp cho mình rồi trở về, vậy coi như không xong. Nhìn Ngụy Hải Na gấp không thể chờ bộ dạng, Nhiếp Thiên Kỳ hứ một ngụm, mắng, thật là một lão sắc phôi. Chính hắn chính là lớn nhất lão sắc phôi, cũng không cảm thấy ngại mắng người khác. Thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Thiên Kỳ lẩm bẩm các loại cái này lão sắc phôi chơi thư thái, lại đi tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, đầu danh chẳng sao. Giang sách. Ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi đoạt tới tay. Nhiếp Thiên Kỳ an vị tại chính mình phòng làm việc của bên trong, không hề làm gì, nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, đợi Ngụy Hải nhanh lên một chút xong việc nhi. Cái này nhất đẳng, chính là một cái giờ đã qua. Lão sắc phôi, còn rất kéo dài a. Lại đợi một giờ, Ngụy Hải rốt cục chơi xong, vẻ mặt hư nhược về tới Nhiếp Thiên Kỳ phòng làm việc của, đem tấm bảng gỗ trả lại. Nhiếp Thiên Kỳ tiếp nhận tấm bảng gỗ, nhìn đều nhanh muốn mệt là Ngụy Hải, nói rằng, người một cái lão tiểu tử có thể a, một cái làm 2 giờ, thể lực có thể a. Ngụy Hải thẹn thùng gãi đầu một cái, nói rằng, đây không phải là quá hưng phấn nha,
nhà ta cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng quá xấu rồi, ta đã thật lâu cũng không có hiến lương, nín một bụng chữ hàng, cái này toàn bộ đều cho Tiểu Hương rồi. Nhiếp Thiên Kỳ nghe cười ha ha, tự tay tại chính mình bên người ghế trên vỗ vỗ, tới, qua đây tỏa. Ôi chao! Ngụy Hải ngồi ở Nhiếp Thiên Kỳ bên người, hai cái lão sắc phôi cùng nhau hàn huyên. Bởi vì Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, hai người trò chuyện nhưng thật ra thật vui vẻ. Trọng tâm câu chuyện từ nữ nhân từ từ biến thành mua cá cược đá bóng, Nhiếp Thiên Kỳ rất nghi ngờ hỏi, ta nghe nói ngươi mua món đồ kia thường không ít tiền a. Bên ngoài còn thiếu đặt mông khoản nợ. Nói đến đây, Ngụy Hải thở thật dài, ai, đồ chơi này a, càng lún càng sâu. Ta vốn muốn tới một bả lớn, nhiều thắng một chút tiền đem phía trước lỗ thủng cho chặn kịp. Ai biết chẳng những không đem lỗ thủng chặn kịp, ngược lại thiếu càng ngày càng nhiều. Hiện tại những chủ nợ kia ba ngày hai đầu hướng nhà của ta chạy, theo ta đòi tiền, phiền đều phiền chết. Thiếu bao nhiêu a? Nhiếp Thiên Kỳ thuận miệng hỏi. Hơn 2 triệu a. 2 triệu, cái này có thể tuyệt đối là một con số khổng lồ, đối với một người bình thường mà nói, căn bản là không chịu nổi lớn như vậy nợ nần áp lực. Ngụy Hải tiền lương đã khá cao, hàng năm chỉ là tiền lương thì có hơn 30 vạn, coi là các loại phúc lợi, trích phần trăm. Một năm được có sau thuế chừng 500 ngàn thu nhập. Cái này thu nhập, tại người bình thường ở giữa đã coi như là cao thu vào. Nhưng coi như vậy, hắn muốn đem thiếu lỗ thủng cho chặn kịp, vậy cũng phải hơn mấy năm võ thuật. Những ngày qua, chủ nợ mỗi ngày đi trong nhà náo, Ngụy Hải được kêu là một cái phiền. Lúc này, Nhiếp Thiên Kỳ phốc suy vui vẻ, 2 triệu. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu tiền, nhỏ như vậy a. Ngụy Hải vẻ mặt đau khổ nói rằng, Nhiếp thầy thuốc, ngươi không thể bắt ta với ngươi so với a. Ngươi là lão thiên tôn người tâm phúc, 2 triệu đối với ngươi mà nói đó là chín châu mất sợi lông, bất quá đối với ta tới nói, nhưng chỉ có một tòa núi lớn rồi. Lời nói này nhưng thật ra cũng không có sai. Nhiếp Thiên Kỳ gật đầu, toàn bộ vẽ thượng tập đoàn, có thể theo ta nói chuyện hợp nhau người không nhiều lắm, được, ai bảo chúng ta như thế trò chuyện tới. Ngươi cái này lỗ thủng, ta giúp ngươi chặn kịp. A, à, Ngụy Hải con mắt trừng lớn, căn bản không dám tin tưởng. Người người đều nói Nhiếp Thiên Kỳ là một không phải nhổ một mao vắt cổ chảy ra nước, hấp người khác huyết có thể, người khác muốn bắt hắn một phân tiền. Không có cửa đâu. Cứ như vậy dạng một người, cư nhiên chủ động phải giúp Ngụy Hải chặn kịp 2 triệu lỗ thủng. Cái này, Ngụy Hải cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình ra khuyết điểm. Nghe lầm. Sau đó, liền thấy Nhiếp Thiên Kỳ kéo xuống một tờ chi phiếu, trực tiếp điền 3 triệu, viết lên tên của mình, sau đó giao cho Ngụy Hải. 2 triệu người cầm đi viết lỗ thủng, còn có 100 vạn, tiếp tục cầm đi mua vé số A. Ngụy Hải chiến chiến căng căng đem chi phiếu cho nhận lấy. Sự tình xảy ra dị thường tất có yêu. Nhiếp Thiên Kỳ đối với hắn thật tốt quá, trong này sợ là có chuyện A. Ngụy Hải chẳng những không có vui vẻ, ngược lại cảm thấy có chút sợ, nuốt nước miếng một cái, hỏi, Nhiếp thầy thuốc, người có chuyện gì liền trực tiếp nói với ta a? Đây cũng là cho ta tấm bảng gỗ lại là cho ta tiền, thực sự để cho ta có điểm thụ sủng nhược kinh. Không có ai sẽ không duyên vô cớ đối tốt với ngươi, Ngụy Hải mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nếu như nói Nhiếp Thiên Kỳ cho mình tấm bảng gỗ vậy còn không tính là gì. Cái này 3 triệu chi phiếu khả năng liền không phải đùa giỡn rồi. Nhiếp Thiên Kỳ nở nụ cười, ha ha, ta chính là thích ngươi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngụy Hải lắc đầu, Nhiếp thầy thuốc ngươi không cần hống ta, có chuyện gì ngươi nói thẳng, ngươi nếu là không nói, tiền này ta không dám thu. Nói, hắn đem chi phiếu cho đưa trở về. Nhiếp Thiên Kỳ cúi đầu nhìn chi phiếu, lại ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Hải. Phốc suy vui vẻ. Hắn nói rằng, đi, ta đây sẽ không với ngươi khách khí. Ngụy Hải a, ta nghe nói các ngươi bộ môn nắm trong tay một cái công ty gì cơ mật. Ngụy Hải thần tình lập tức trở nên nghiêm túc, là có chuyện như thế, bất quá Nhiếp thầy thuốc, ngươi sao lại thế hỏi cái này. Dựa theo đạo lý mà nói, Nhiếp Thiên Kỳ một cái bác sĩ, cùng phương diện này hoàn toàn không phải dựng cắt a. Nhiếp Thiên Kỳ còn nói thêm, Ngụy Hải, ngươi nói. Cái này văn kiện cơ mật có hay không tiết lộ ra ngoài khả năng a? Trong nháy mắt, Ngụy Hải đằng một cái liền đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn Nhiếp Thiên Kỳ.
Nhiếp thầy thuốc, người đến cùng muốn nói điều gì? Hắn khẩn trương. Cái này văn kiện cơ mật nhưng là chuyện liên quan đến vẽ thượng tập đoàn kỹ thuật nồng cốt gì đó, một ngày tiết lộ, phỏng đoán cẩn thận vẽ thượng tập đoàn được tổn thất trên 10 tỷ. Đó là hắn Ngụy Hải gánh nổi sao? Nhiếp Thiên Kỳ nói rằng, Ngụy Hải A, câu ca giao tốt lương tình trạch mộc mà tê, vẽ thượng tập đoàn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, coi như ngươi không đi tiết lộ văn kiện cơ mật, nó cũng không chịu đựng nổi. Ngụy Hải nhíu nhíu mày. Quả thực, nếu như dựa theo như vậy nhịp điệu xuống phía dưới, vẽ thượng tập đoàn hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, tiết lộ văn kiện cơ mật biết ra tốc vẽ thượng tập đoàn hủy diệt mà thôi. Đây chính là hay là, bỏ đá xuống giếng. Ngụy Hải nhìn Nhiếp Thiên Kỳ, hỏi, làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Chuyện lớn như vậy, một khi bị Lão Thiên Tôn phát hiện, đây chính là sẽ đưa tới sát sinh họa, nếu như không có bất kỳ chỗ tốt nào, Ngụy Hải dường như căn bản không có làm như thế cần phải a. Nhiếp Thiên Kỳ cười gian nói rằng, chỗ tốt chính là, người có thể vĩnh cửu sở hữu tiểu hương, hơn nữa cái này 3 triệu chỉ là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công còn có 3 triệu cho ngươi. Nói cách khác, hoàn thành chuyện này, thì có tiểu hương 600 vạn. Động tâm sao? Đương nhiên. Nữ nhân cùng tiền, lưỡng dạng đều là Ngụy Hải thích nhất, Nhiếp Thiên Kỳ đoan chắc rồi nhược điểm của hắn, Ngụy Hải căn bản không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, Ngụy Hải thô bỉ nở nụ cười, Nhiếp thầy thuốc, ngoại trừ tiểu hương ở ngoài, ta còn muốn tiểu nghiêu. Nhiếp Thiên Kỳ vừa nghe, vui vẻ, muốn hai cái. Ngươi ăn hết được sao? Ngụy Hải vỗ ngực một cái, yên tâm, thân thể ta bổng gặp. Nhiếp Thiên Kỳ hất tay một cái, tốt, hai nữ nhân đều cho ngươi, chết no ngươi một cái lão sắc phôi. Hai người đối diện mà cười. Một lát sau, Ngụy Hải đứng lên, chuyện này không nên chậm trễ, Nhiếp thầy thuốc, ta sẽ đi ngay bây giờ làm, sau khi chuyện thành công chúng ta liền rời đi cái địa phương rách này. Lão Thiên Tôn sống hay chết, cùng ta không quan hệ. Nhiếp Thiên Kỳ gật đầu, đi, đi làm việc đi. Được rồi. Ngụy Hải hấp ta hấp tấp chạy đi làm việc, vì tiền cùng nữ nhân, hắn cái gì cũng dám làm. Ngụy Hải trở lại ngành chuyện thứ nhất, chính là đem người bên cạnh đều cùng đẩy ra rồi, một thân một mình ở lại bên trong phòng làm việc, sau đó liền chuẩn bị động thủ đem công ty cơ mật trọng yếu cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn mới vừa làm được một nửa thời điểm, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Không biết vì sao, chưa bao giờ tới bên này thân cung huân, ngày hôm nay cư nhiên biết kiểm toán đột xuất, tới bộ môn kiểm tra. Ngụy Hải sợ thảm, còn muốn tưởng lâm thời đình chỉ đã tới không kịp. Hơn nữa đáng sợ nhất là, thân cung huân tựa như ngay từ đầu cũng biết Ngụy Hải muốn làm gì, trực tiếp đi tới Ngụy Hải bên người. Căn bản cũng không có cho hắn bất luận cái gì thời gian đi tiến hành che giấu. Ngụy Hải, có thể a, ăn cây táo, rào cây sung đùa không sai a. Đối mặt thân cung huân căm tức, Ngụy Hải cúi đầu, một câu nói đều đáp không được. Mang đi. Lập tức liền có bảo tiêu đi lên đem Ngụy Hải mang đi. Thân cung huân cùng Triệu Rèn liếc nhìn nhau, con cờ này giá trị đã lợi dụng kết thúc, kế tiếp nên trực đảo Hoàng Long. Đem Nhiếp Thiên Kỳ giải quyết rơi. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên Kỳ đang ngồi ở phòng làm việc trên mặt đất, một tay nắm bầu rượu, cô lỗ uống. Hắn đã tại huyễn tưởng sau này cuộc sống. Các loại Ngụy Hải sau khi thành công, hắn liền lập tức mang theo đầu danh trạng đi tìm nơi nương tựa đến giang sách trong trận doanh, cái gì Lão Thiên Tôn, thân cung huân, hết thảy đều đi gặp quỷ A. Đang nghĩ lấy, đột nhiên, liền nghe được liên tiếp tiếng bước chân của. Tiếng bước chân rất vội vội vàng vàng, hơn nữa nghe có không ít người. Ân, Nhiếp Thiên Kỳ buông xuống bầu rượu, trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ sắp sửa phát sinh không tốt lắm sự tình. Một giây kế tiếp, liền thấy thân cung huân mang người đem hắn đại môn chặn lại. Nhiếp Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, không chút hoang mang mà hỏi, thân phó đồng, người đây là ý gì a? Mang nhiều người như vậy trận ta môn, ngươi điên rồi phải không? Tiểu Giao cùng Tiểu Mân đều đã còn cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ha ha, còn thì không có sao. Ngây thơ, thân cung huân mắt lạnh nhìn đối phương, nói rằng, Nhiếp Thiên Kỳ, ngươi cái này cật lý bái ngoại xúc sinh. Vẽ thượng tập đoàn ở trên thân thể ngươi đầu tư nhiều tiền như vậy, ngươi lại nghĩ tiết lộ công ty cơ mật, đi đầu quân giang sách. Ngụy Hải đã bị bắt được.
ngươi, có lời gì có thể nói. Ầm một tiếng, bầu rượu rơi trên mặt đất. Rượu từ ấm cửa cô lỗ chảy ra. Nhiếp Thiên Kỳ vào giờ khắc này là mộng bức, hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ có như thế nhất khắc, không có lý do a, không thể nào a. Hắn làm kỳ thực rất bí mật, không có khả năng bị người khác biết. Hơn nữa, Thân Cung Huân phản ứng này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một điểm a. Coi như lập tức thu được tin tức, cũng không còn khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền phản ứng kịp a, quả thực giống như là ngay từ đầu cũng biết Nhiếp Thiên Kỳ biết làm phản, đã sớm trước giờ chuẩn bị kỹ càng giống nhau. Thế nhưng, đây cũng làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Kỳ đại não vận chuyển tốc độ cao, rất nhiều hình ảnh từ trong đầu của hắn hiện lên. Lẽ nào? Nhiếp Thiên Kỳ nhìn Thân Cung Huân, hai mắt trừng lớn, đột nhiên cảm thấy vô cùng khủng bố, như vậy giống như là thấy được nữ quỷ giống nhau, khẩn trương sợ đến nói không ra lời. Hắn đã đoán được, biết tạo thành bây giờ cục diện này duy nhất giải thích chính là Thân Cung Huân cùng Giang Sách đã sớm đang âm thầm liên thủ. Cái gì chó má đầu danh trạng, vậy căn bản chính là Giang Sách bầy bẩy dập, Nhiếp Thiên Kỳ ngây ngốc nhảy vào, mà thu lưới nhân chính là Thân Cung Huân. Hai người bọn họ một sáng một tối, hung hăng đùa bỡn một bả Nhiếp Thiên Kỳ. Ngươi, ngươi, Nhiếp Thiên Kỳ hoảng hoảng du du từ dưới đất bò dậy, hắn sở dĩ lắc, không phải là bởi vì hắn uống nhiều rồi, mà là cực độ không dám tin tưởng đưa tới hắn đứng cũng không vững. Lại có ai có thể nghĩ đến, thân là vẽ thượng tập đoàn phó đồng, thân là lão thiên tôn thân nữ nhi, Thân Cung Huân cư nhiên sẽ cùng địch nhân số một Giang Sách liên thủ lại. Như vậy hoang đường buồn cười sự tình, coi như làm cho Nhiếp Thiên Kỳ đoán 100 lần cũng không thể đoán được. Duy nhất đoán được chuyện này Tiếu Canh, cũng bị Thân Cung Huân cho âm thầm giết. Nhiếp Thiên Kỳ nhu liễu nhu đầu, nói rằng, ta đã nói Tiếu Lão sao lại thế chết như vậy đột nhiên, xem ra, Tiếu Lão chết cũng là có âm mưu a. Thân Cung Huân gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc người biết quá muộn. Nhiếp Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Thân Cung Huân, ta không rõ, ngươi làm như thế lý do là cái gì? Bị hủy vẽ thượng tập đoàn đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì? Thân Cung Huân cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không hiểu, theo như ngươi nói cũng là lãng phí tinh lực. Hơn nữa, coi như cái gì khác cũng không quản, chỉ là tiểu giao cùng tiểu mân thù, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhiếp Thiên Kỳ, người giống như ngươi cặn bã, sẽ không xứng sống ở trong cuộc sống. Nhiếp Thiên Kỳ nói rằng, liền vì chút chuyện này, ngươi liền tuyển trạch phản bội lão thiên tôn. Sẽ giết Tiếu Lão, liền xuống tay với ta. Ha ha, đều nói tối độc phụ nhân tâm, Thân Cung Huân, ngươi thật là một rắn giết nữ nhân a. Ta đã cũng đủ mảnh vụn rồi, ngươi so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Lời nói này nhưng thật ra ý tưởng chân thật của hắn. Một cái liền cha mình đều có thể bán đứng, ngay cả mình thúc thúc đều có thể tàn nhẫn sát hại người, quả thực ngay cả người cặn bã cũng không bằng. Vô liêm sỉ, một bên Triệu Rèn nghe không nổi nữa, đi tới trước, giơ tay lên liền cho Liễu Nhiếp Thiên Kỳ một cái lỗ tai to quát thử, phiến chính hắn trực tiếp rơi hai khỏa nha. Nhiếp Thiên Kỳ thổ một búng máu, nhìn Triệu Rèn lại nhìn Thân Cung Huân. Hắn vui vẻ. Ta đang cùng thân phó đồng nói, Triệu Rèn ngươi gấp gáp cái gì tinh thần. A hát ta hiểu được, hai người các ngươi. Ha 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 ha, Nhiếp Thiên Kỳ cười ha hả, Thân Cung Huân. Ta nghĩ đến ngươi là cái gì trinh tiết ngọc nữ rồi, ngươi một mực không chịu theo ta, cảm tình là theo Triệu Rèn lêu lổng cùng một chỗ a. Hắn tính là gì? Hắn chính là lão thiên tôn nuôi một con chó mà thôi. Thân Cung Huân, ngươi tuyển trạch cùng một con chó cùng một chỗ, sách sách sách, nhân phẩm của ngươi thực sự cũng không trách địa nha. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta nhổ vào. Nhiếp Thiên Kỳ coi như là ngạnh khí một hồi. Nếu biết rõ không thể nào biết còn sống, vậy còn dùng khách khí cái gì? Đổi thành những người khác, có thể lúc này liền quỳ xuống bang 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 dập đầu, hướng Thân Cung Huân khóc cầu xin tha thứ. Nhưng Nhiếp Thiên Kỳ không có. Cái này tốt sắc cuồng đồ, đến lúc này vẫn là khẩu suất cuồng ngôn, thậm chí có một loại đem sinh tử không để ý cảm giác. Điểm này nhưng thật ra có điểm vượt qua Thân Cung Huân dự liệu. Triệu Rèn đi tới chính là một trận đấm đá. Đánh Nhiếp Thiên Kỳ toàn thân cao thấp thanh nhất khối tử nhất khối, xương sườn đều gãy mấy cây. Còn nói bậy sao? Triệu Rèn hỏi. Nhiếp Thiên Kỳ ha hả cười, nói bậy.
Ta nói có thể tất cả đều là sự thực à. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này chờ cho ta, ta sẽ chính mồm nói cho lão thiên tôn, đem các ngươi bí mật cho lộ ra ngoài. A hát, thân cung huân mở ra y phục, từ bên hông rút ra một cây súng lục, một bên trang bị ống hãm thanh vừa đi về phía Niếp Thiên Kỳ. Nàng khẩu súng thương cửa để ở liễu Niếp Thiên Kỳ chán trung tâm, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi hướng lão thiên tôn nói ra bí mật cơ hội sao? Ở sinh tử thời khắc tối hậu, Niếp Thiên Kỳ không có bất kỳ câu oán hận. Hắn không khóc không cầu xin, mà là từ dưới đất nhặt lên bầu rượu, ngẩng đầu lên đổ một hớp lớn. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc dục. Hoàng đồ sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Có rượu, có thịt, có nữ nhân. Khoái tai, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, viên đạn xỏ xuyên qua liễu Niếp Thiên Kỳ đầu, từ trên trán xuyên qua, từ sau não trước bắn ra, viên đạn đâm vào trong vách tường đầu. Phi, thân cung huân thu hồi súng lục, cái này lão sắc phôi, khiến cho dường như mình là cái gì đại anh hùng giống nhau, quả thực ác tâm. Triệu Rèn một cước đạp bay Niếp Thiên Kỳ thi thể, nói rằng, người cuối cùng đại phiền toái cũng giải quyết rồi, thân phó đồng, giấc mộng của ngươi cũng nhanh muốn thực hiện. Thân cung huân gật đầu, hiện tại, chúng ta phải đi cùng lão thiên tôn gặp mặt a. Lưu lại hai cái bảo tiêu trông coi hiện trường, hai người bọn họ ly khai liễu Niếp Thiên Kỳ phòng làm việc của, trực tiếp đi tìm lão thiên tôn. Hôm nay cục diện, vẽ thượng tập đoàn nằm ở sụp đổ sát biên giới, Tiếu Canh, Niếp Thiên Kỳ hai viên đại tướng cũng đều chết, lão thiên tôn cũng nản lòng thoái chí. Tin tưởng không còn có cho tàn lại cháy khả năng. Thân cung huân tin tưởng, lúc này, nàng nhất định có thể thuyết phục lão thiên tôn, buông tha Yến Thành tất cả, theo nàng ra ngoại quốc định cư. Mặc dù vẽ thượng tập đoàn ngã, nàng cũng còn có đầy đủ tiền, cũng đủ cả đời áo cơm không lo. Nàng thầm nghĩ cùng lão thiên tôn, Triệu Rèn cùng nhau, khoái khoái lạc lạc vượt qua kế tiếp nhân sinh. Keng, cửa thang máy mở ra. Thân cung huân cùng Triệu Rèn hai người đi ra, đi thẳng tới lão thiên tôn phòng làm việc của. Gõ cửa một cái. Lão thiên tôn, ta có chuyện trọng yếu cần cùng ngài hội báo. Thân cung huân ở phòng làm việc cửa nói rằng. Vào đi, phòng trong truyền đến lão thiên tôn hư nhược thanh âm. Thân cung huân đẩy cửa mà vào. Nàng nhìn thấy lão thiên tôn vẻ mặt tiều tụy, trên mặt đất toàn bộ đều là chai bia. Lão thiên tôn đã triệt để đánh mất chí hướng. Hắn đau lòng. Không riêng gì vì vẽ thượng tập đoàn, càng là vì hắn nhiều năm bạn thân Tiếu Canh, chiến đấu cả đời, lại đổi bạn thân chết thảm, lão thiên tôn triệt để bị lạc. Hắn hiện tại ngay cả báo thù tâm tư cũng không có. Suốt ngày đần độn, thương tâm gần chết. Ba, từ nhỏ đến lớn, thân cung huân chưa từng có chứng kiến lão thiên tôn như vậy thương tâm tuyệt vọng qua, giờ khắc này, thân cung huân thậm chí bắt đầu hoài nghi mình cách làm có phải thật vậy hay không chính xác. Lão thiên tôn khoát tay áo, ngươi không phải nói có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nói đi, có phải hay không giang sách lại xử cái gì gạt, lại gài bẫy chúng ta tiền a? Thân cung huân tằng hắng một cái, hồi đáp, là Niếp Thiên Kỳ. Hắn chứng kiến vẽ thượng tập đoàn ngày càng lụn bại, sinh ra lòng phản loạn, dĩ nhiên muốn đem vẽ thượng tập đoàn cơ mật trọng yếu tiết lộ ra ngoài, do đó lấy lòng giang sách, tìm nơi nương tựa giang sách. Đổi thành ngày xưa, lão thiên tôn nghe thế dạng nói, nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng chửi người. Nhưng giờ này khắc này, hắn quả thực cười ha ha. Niếp Thiên Kỳ cái kia cỏ đầu tường, vốn là một cái nuôi không quen cẩu, ai hung hăng hắn liền cùng người nào. Hắn biết làm phản, ta không có chút nào kỳ quái. Ân, vậy sao ngươi xử trí? Thân cung huân hai mắt hiện lên một ngoan lệ quang mang, hành vi như vậy có thể nào đơn giản buông tha? Ta đưa hắn tại chỗ bắn chết. Lão thiên tôn cười ha ha, ngươi thật đúng là ngoan a. Bất quá hắn từ trước đối với ngươi có nhiều gây rối, ta vì đảm bảo hắn, cũng nhiều lần để cho ngươi thương tâm, ngươi giết hắn chút giận một chút cũng tốt ha. Được rồi, sự tình đều nói xong a, đi xuống đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.